Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại uh, trong bản điểm tin uh, rất là quen thuộc từ thứ 6 hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và uh, như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần chính phần thứ nhất đó là view lại uh, toàn bộ cái kịch bản phân tích trong tuần giao dịch vừa qua tuần giao dịch thứ hai của tháng 11 uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu uh, rất là cơ bản gồm có các cái nhóm ngành cổ phiếu trụ nhóm ngành cổ phiếu dầu khí, nhóm banh và nhóm chứng khoán và đặc biệt là uh, trong cái bản tin tuần trước thì ông lê có nhấn mạnh năm cái mã cổ phiếu chứng khoán cơ bản uh, nhất thì tí nữa cuối phần bản tin thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, phần thứ ba thì uh, một cái phần rất là quan trọng đó là chúng ta sẽ đi phân tích uh, view lại các cái mã cổ phiếu mạnh đã khuyến nghị ở trên nhóm không chat no 02 thì đây là các cái mã cổ phiếu mà được Hùng lê hàng tuần phân tích và sau đó thì uh, liên tục cập nhật những cái uh, diễn biến của cổ phiếu ở trong ở uh, một cái hành trình mà chúng ta xây dựng một cái con sóng và đây có thể gọi là uh, những cái gọi gọi là siêu cổ phiếu, có thể tạm gọi như vậy trong thời gian vừa qua chúng ta đã chọn lọc ra được những cái mã cổ phiếu mà uh, đến bây giờ thì Hùng Lê cũng không thể tin vào mắt của mình nữa phải nói là như vậy, à, đánh rất là tốt và tăng phải nói rất là mạnh. Và những cái mã cổ phiếu này đã được Hùng Lê lọc ra rất sớm khi cổ phiếu có những cái điểm mua thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta đã có những cái điểm mua phân tích ở uh, khi mà dòng tiền bắt đầu nhập cuộc vào cổ phiếu. Và phần cuối cùng thì Hùng Lê sẽ uh, có một vài cái dự báo về cái xu hướng thị trường trong tuần mới, chúng ta sẽ đưa ra một số các cái kịch bản phân tích tuần. Uh, thì cái phần 1 và phần 3 thì ông Lê sẽ để lại phần cuối của bản tin. Đó, chúng ta sẽ gộp lại vào nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích vào danh mục các cái mã cổ phiếu uh, cơ bản của chúng ta. Và các bản tin ở tuần này thì nó sẽ tương đối là nhiều các mã cổ phiếu. Uh, vì vậy nên Hùng Lê sẽ cố gắng ở trong khoảng 1 giờ 30 phút thì chúng ta sẽ cố gắng truyền tải hết được uh, tất cả những cái uh, kịch bản phân tích uh, dành cho các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm. Ok, các anh chị. Uh, rồi, uh, cái thứ nhất uh, đối với VIX đây các anh chị đối với VIX thì chúng ta thấy rằng là ở trong tuần vừa qua và thậm chí là trong hai tuần vừa qua thì cơ bản nó đang tích lũy đi ngang thôi và cái biên tích lũy đi ngang của nó đây là 93.5 đến vùng 95 dòng tiền tiếp tục suy yếu, ờ, dòng tiền tiếp tục suy yếu như thế này thì uh, khả năng là cổ phiếu nó sẽ rất khó để có thể bứt phá, các anh chị lưu ý như vậy. Uh, Vinhome cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có dự báo một cái kịch bản chỉnh uh, chỉnh cung Đó, những ai mà mua đây là bây giờ là sốt ruột đúng không ạ Nhưng chúng ta sẽ có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật Thì khi các anh chị mà xem những bản tin của, của ông Lê ấy, Thì các anh chị luôn có những cái đó, luôn có những cái đó Đó là những cái giá trị mà ông Lê mang lại cho nhà đầu tư Vinhome thì uh, nó sẽ có thêm cái nền tảng lĩnh lý ở 80.5 đến 81.5 Và cần thêm một cái dòng tiền khoảng dòng tiền khoảng trên đó, trên khoảng 7 đến 8 triệu cổ phiếu thì khi đó thì khả năng là cổ phiếu này mới bật quay trở lại được VRE thì gần như không có khuyến nghị đầu tư bởi vì VRE trong cái thời gian vừa qua thì cái đội đánh của nó đánh tương đối là chán và những cái lực đánh thì tương đối là rời rạc và gần như những cái target của nó đạt được thì nó cũng không được là bao nhiêu. Uh, có phân tích cái kháng cự 32 ở đây và vùng test cung chỉnh kỹ thuật của nó ở quanh vùng 31 nhưng trong tuần vừa qua thì cái điểm 31 này của nó đã bị thất bại chính vì vậy nên là uh, cổ phiếu này đang có xu hướng uh, quay test lại test lại nền đó là khoảng nền 29 đến khoảng nền 30 của cổ phiếu VRE. Sapeco trong tuần vừa qua thì nó cũng đã giữ nhịp uh, tương đối là tốt và nó đang bị tiệm cận lại cái vùng kháng cự ở đây tức là vùng 175. Về mặt lý thuyết thì cổ phiếu này chỉ là cổ phiếu để chúng ta view để chúng ta đánh giá À, cái xu hướng giữ nhịp thôi chứ còn nó không có cái khái niệm uh, đầu tư. Chỉ có cái đoạn nào mà nóng quá thì chúng ta có một vài trăm cổ phiếu để chúng ta uống bia. Ok các anh chị. Nhóm ngành uh, Vinamilk sữa thì uh, hiện tại Vinamilk và trong cái bản tin tuần trước thì có đề cập đến uh, một cái một cái xu hướng uh, về mặt uh, tích lũy nền uh, và anh anh chị có thể xem lại. Và trước mắt thì Vinamilk đang gặp hai cái cản tương đối lớn đó là cản 92 và cản 94 thì chúng ta sẽ cần thêm cái dòng tiền nó giống như cổ phiếu GTN sau một cái thời gian tích lũy đủ lớn, đủ dài thì cổ phiếu nó mới chạy được. Đó, GTN. Ok. Thì GTN cũng như vậy, chúng ta cũng đã tốn khá nhiều công sức để chúng ta phân tích những cái nền tảng tích lũy của cổ phiếu này ở vùng giá 15 16 sau đó thì một thời gian dài cổ phiếu này đi ngang tích lũy và không break được cái nền kháng cự 2x và khi nó phải break được vùng kháng cự 2x ấy, thì chúng ta bắt đầu xây target lên vùng 22 đó và trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này chính thức là đã cán vùng 22 cộng và hiện tại thì nó đang có 4 4 cây nên test 4 cây nên test lại ở biên 21.5 đến biên 22 và điểm 21.5 này là một điểm uh, kỹ thuật mà anh chị em của chúng ta sẽ lưu ý uh, chúng ta sẽ lưu ý ở điểm kỹ thuật này không gãy 21.5 thì chúng ta cứ cầm và thậm chí là cổ phiếu này đè lại được vùng 22 thì chúng ta có thể uh, cân thêm cho target ở vùng 24+. họ ngành hàng không thì uh, hiện tại chúng ta cũng thấy rằng là dịch dã như thế này thì uh, cũng không phải là một cái nhóm ngành tiềm năng. Uh, sau khi mà đạt được cái target ở 135, VDC đang quay lại chỉnh và uh, có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Chúng ta phân tích rồi, quanh vùng 127 và tuần này thì cổ phiếu này đang test lại biên 127, 127.5. À, về mặt uh, lý thuyết thì uh, tuần tới chúng ta sẽ cần thêm uh, các cái dữ liệu kỹ thuật để chúng ta có thể đánh giá ở vùng này. HVN thì cũng dòng tiền không thực sự là tích cực và uh, hiện tại thì nó đang có một cái lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì khả năng nó sẽ đạp lại ở khoảng vùng 26 25 26 ở đây và chạm lại kháng cự này thì chúng ta lưu ý. Uh, ACV thì cũng tạm được, tạm được ở trong cái nhóm ngành hàng không, hiện tại thì nó cũng đang có một cái xu hướng đi ngang tích nền à, Nói chung thì đầu tư vào nhóm ngành hàng không ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta phải chờ dài thôi Chứ còn để mà gọi là động lực bứt phá thì gần như nó không có Mansan, à, uh, Mansan thì có phân tích uh, một cái ý đồ về mặt tạo lập ở đây Sau khi mà chúng ta xây một cái vùng kháng tự ở 150 đây các anh chị Thì tuần trước đó nó đã có một điểm đánh lên sau đó thì uh, chúng ta dò lại cái vùng 145 và hai tuần vừa qua thì mà đã tích lũy ở trong một cái nền biên hẹp ở 145 đến 150 và chúng ta chờ đợi một cái cây nến. Đó, chúng ta chờ đợi một cái cây nến vượt thoát lên vùng 155 và nó quay lại nó test không gãy 150 thì cái đó chúng ta sẽ có thể nâng cái target của Manzan lên khoảng vùng giá 170. MML ở trên một góc độ uh, uh, tạm được gọi là trung hạn đi, đúng không anh chị? Và hiện tại thì nó cũng đang có những cái điểm tích lũy đẹp ở trên vùng 85 cộng mục tiêu thì vẫn xây cho cổ phiếu này ở ở mệnh ở mệnh các anh chị mệnh một 100 ở những cái mã cổ phiếu trên 50 thì chúng ta gọi mệnh của nó là 100 còn những cái mã cổ phiếu mà mà mà, mà trên dưới 5.000 thì chúng ta gọi mệnh 10 đó nó na là như vậy gọi thế thì nó cũng không đúng đâu bởi vì mệnh là mệnh đúng mệnh cổ phiếu nó sẽ là 10 nhưng mà những cái tốt ở đằng trên cao thì chúng ta nói vui như vậy rồi các anh chị uh, Man San thì uh, à xin lỗi cả nhà, MSR thì nó đang đi đúng theo những cái kịch bản của ông Lê dự báo. Phiên ngày hôm nay là phiên kết tuần thì uh, MSR có một phiên đánh úp tương đối là mạnh. Uh, tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, các cái vùng về mặt các cái vùng target, các cái vùng chỉnh này 24.5. Tức là ở cái giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà chúng ta cần chú ý cái điểm break của nó và chính vì vậy nên Lồng đã bắt đầu phân tích một cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây để hướng đến Ờ, một cái mục tiêu là break vùng 26, sau đó break vùng 27 để chúng ta đi về cái target 29 đến vùng 30 Và ngày hôm nay thì nó kéo luôn một nhát là đủ luôn cái target ở vùng 29 rồi à, Khả năng sang tuần tới thì à, em này sẽ có những cái điểm lấp gáp lại Tức là nó tăng rồi thì nó sẽ khả năng sẽ có những cái điểm lấp gáp lại ở quanh vùng 28 ổn định thì khi đó chúng ta sẽ chờ đợi một cây nến mà nó đè vùng 30 cộng. Đây là một cái tín hiệu để xác nhận rằng MSR tiếp tục đánh và đây là một mã cổ phiếu rất đẹp đã được nhấn mạnh trong các bản tin tuần. BVH nhìn chung thì trong tuần vừa qua nó quay lại vùng kháng cự 66 nhưng không vượt được nên lại quay lại kiểm tra cung và tạm thời thì chúng ta sẽ quan sát BVH ở vùng 62 đến khoảng vùng 63 các anh chị. MWG nhìn chung là cũng đang đẹp và đánh khá có ý đồ, khá có ý đồ kết quả kinh doanh mặc dù là dịch bệnh nhưng mà kết quả kinh doanh của MWG thì cũng khả quan. À, còn về nhìn về ý đồ tạo lập chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 125 và vùng kháng cự ngắn ở đây 135 à, đang có một cây nến đè à, lên vùng 136 rồi thì sang tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát kỹ cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu ở vùng 135 đến vùng 136. Uh, dòng tiền tiếp tục quay trở lại khoảng tầm trên 3 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ hướng target của MWG lên vùng 145 uh, PNG đẹp không đẹp đó PNG thì uh, là một trong những cái trụ đẹp mà Tùng Lê đã phân tích uh, một cái nhịp tăng từ vùng 85 lên vùng 975 975 sau đó lên vùng 105 105 sau lên vùng 108 và hiện tại thì chúng ta đang hướng mục tiêu của PNG lên vùng giá 115 À, thì uh, hùng xin lỗi các anh chị là một số các cái anh chị là có nói cái câu chuyện rằng hùng lê nói trước nói sau ok chúng ta uh, bằng bằng cái sự chia sẻ đó và bằng tất cả những cái dữ liệu bản tin tuần của hùng lê uh, theo từng tuần các anh chị có thể xem chúng ta có thể xem lại tất cả những cái dữ liệu cổ phiếu cách đây 4 năm tuần về trước khi đó Hùng nói về PNG như thế nào, ví dụ như vậy, đó, hoặc là những cái mã cổ phiếu khác, cách đây 5 tuần Hùng nói như thế nào, và đến thời điểm hiện tại thì những cái diễn biến của các cái mã cổ phiếu đó, nó đang như thế nào, thì các anh chị tự đánh giá, tự tổng kết lại, đúng không ạ? Tự đánh giá, tự tổng kết lại. Và ở những cái chia sẻ của Hùng ở đây, đó là xuất phát, xuất phát từ cái tâm, tức là Hùng Lê là nhà đầu tư, sau đó thì Hùng Lê trưởng thành lên, và Hùng Lê làm việc cho công ty chứng khoán VPS, và Hùng Lê hiểu rằng là trên thị trường chứng khoán nhà đầu tư uh, nhỏ lẻ là những người bị thua thiệt nhất hùng chỉ nói như vậy thôi bởi vì uh, những cái thông tin đội nhóm đội lái rồi vân 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 là chỉ nằm trong số ít một số thôi một số rất ít thôi còn lại nhà đầu tư nhỏ lẻ là những người thua thiệt nhất vậy thì để nhà đầu tư tránh được những cái thua thiệt đó thì hùng mới bắt đầu làm cái kênh youtube và kể từ đó thì những cái bản tin tuần lần lượt lần lượt được ra đời đó và với một cái uh, kim chỉ nam đó là À, xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng vững mạnh, ngày càng tốt đẹp đó chỉ có như vậy thôi. Còn những anh chị em nào mà cảm thấy rằng là ok những cái phân tích của ông Lê rất là ưng ý, ở à, những cái phân tích của ông Lê mang lại lợi nhuận cho mình, những cái phân tích của ông Lê mang lại hiệu quả thì các anh chị có thể chia sẻ những cái bản tin này đến với bạn bè, những người thân trong gia đình hoặc là bạn bè đồng nghiệp, công ty cơ quan mà những người khác cũng đang đánh chứng khoán và họ đang bị thua thiệt, họ đang bị thị trường họ đang bị lái hay họ đang bị một cái gì đó va đập và họ không 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 biết định, định lượng được thị trường. Đó thì có thể chia sẻ. Và sau đó thì có thể về đồng hành với công ty chứng khoán của ông Lê. Đó tại công ty chứng khoán VBS để chúng ta nhận được những cái phân tích những cái phân tích phải nói là chuyên sâu ở trên nhóm nhận định không chát N02. Ở đây thì tất cả các cái mã cổ phiếu có điểm mua, có tín hiệu đẹp là ngay lập tức được phân tích đó và chúng ta sẽ tiếp cận sớm hơn rất 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 nhiều người. nó phải khẳng định là như vậy. Thì đối với PNG, đó, đối với PNG thì chúng ta có một cái vùng phân tích về mặt kỹ thuật ở đây. Đó, quanh 102 và trong tuần thì các anh chị nhìn thấy đó. cây nến có một cây nến đạp về 102 và sau đó thì nó nó thế nào? Nó rút chân lên. Và cây nến tuần đóng như thế này là tuyệt vời. Vì sao? Vì nó đã đè lại được cái vùng 108 cộng ở đây đó là cái vùng rất là cơ bản để chúng ta có thể hướng đến mục tiêu của PNG lên vùng 115. PNG là một mã trụ rất là đẹp các anh chị nha. Ở uh, G, ok các anh chị, đó, G thì sau khi mà G đạt lên được một cái vùng uh, target kỹ thuật ở đây quanh 75 thì uh, chỉnh này, chỉnh thì cũng có phân tích một cái ý đồ về mặt tạo lập ở đây, đó là một cái nón hứng, uh, một cái nón hứng. Và cái nón hứng này nó phải đảm bảo là là cổ phiếu nó chỉ được phép test tích lũy ở trên cái nó này thôi chứ còn nếu mà nó gãy cái nó này ở đây ví dụ nó xuất hiện một cái điểm gãy ở đây thì như thế là là G sẽ hết sóng nhưng à, các anh chị nhìn thấy này tuần này à, nó test test ở trên cái mút nến ở đây tức là test ở vùng 70 ở à, cái tuần như thế này thì đẹp rồi các anh chị một lực cầu tương đối đẹp dòng tiền bắt đầu hướng lên khá là ok và à, chúng ta lại kỳ vọng lại gì sẽ đánh lại về vùng 75 và xa hơn là nó một cái target dở dang của nó đây chúng ta đang đang đặt mục tiêu ở đây là vùng 8x của gì ở nhóm ngành công nghệ chúng ta điểm qua nhanh fpt đây là cũng một cái mã cổ phiếu rất là cơ bản trong cái thời gian vừa qua thì fpt đang đi ngang tích lũy và với một cái động thái như thế này thì đối với xu hướng thì khả năng fpt sẽ đè lại vùng 100 cộng để tiếp tục đi lên nên là chúng ta cứ cầm nhé các anh chị à, DigiWorld không có gì thay đổi cả đó các anh chị có thể nhìn thấy đây đó là một cái kịch bản vùng lê đã vẽ ra cho DigiWorld không phải bây giờ nó 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 mới vẽ ra mà chúng ta đã vẽ ra ở ở những cái cái bản tin tuần khoảng các anh chị có thể xem lại khoảng từ tháng tháng 20 tháng 9. Đó, từ khoảng 20 tháng 9 mà bây giờ tháng 11 rồi đúng không ạ? À, chúng ta đã vẽ ra một cái đường đi là ông này ông ấy bắt đầu đi vòng vo ở 108 120 và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi nào mà nó có một cái tín hiệu cái thuật nào đó nó phá vỡ cái đó thì lúc đó nó sẽ phân tích tiếp đúng không ạ? ở CMG thì cũng như vậy đúng không à, ông bắt đầu ông đi và bây giờ ông cứ đi thế này thôi đó đi vòng vo như vậy à, vòng vo tam quốc và đến một cái thời điểm nào đó nếu như nó phân phối thì nó sẽ đạp mà nếu mà nó chưa phân phối hết mà nó tiếp tục đánh thì nó sẽ break kiểu thế này đấy sẽ là những cái tín hiệu mà để chúng ta mua lưu ý HHV ở thời điểm này à không phải H oh, xin lỗi HVH à, tí nữa phải phân tích cái mã cổ phiếu HHV à, HVH thì nó đã có một cái hành trình à, đây à, trước đây cũng đã có một phân phân tích một nhịp này sau đó có một hành trình thứ hai và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cần phải lưu ý đến mã cổ phiếu này tức là vẫn còn vẫn còn đẹp vẫn còn khả năng đánh tiếp à, vậy thì chúng ta sẽ đặt vấn đề lại ở đây đó là khoảng vùng 11 đến vùng 11.5 nếu như nó chỉnh cung lại đây hoặc nếu không tuần tới nó chỉ có vùng 12 thôi canh mua và đến lúc nào mà nó có một cây nến xuất hiện nó đè được vùng Ok các anh chị nó đè được vùng 13 cộng ở đây thì đấy là chúng ta mở điểm mua cuối cùng đối với cổ phiếu HHV Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành thứ hai rất là quan trọng đó là nhóm ngành dầu khí thì ở thời điểm hiện tại thì cũng không có bật cập nhật nhưng hình như là trong phiên ngày hôm nay giá dầu VKI thì chúng ta lưu ý một chút xíu đó là nhóm P thì nó cũng khá là liên quan đến VKI chính vậy nên là chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm ở trong những cái nhịp Uh, trading cho tuần giao dịch sắp tới anh chị rồi uh, GAT ở thời điểm hiện tại uh, chúng ta có nói đến Target uh, target ở vùng 125 đến khoảng 130 và trên thực tế thì nó mới đạt được khoảng tầm 128 29 ở đây thôi và nó đang chỉnh thì trong tuần vừa qua nó chỉnh lại test lại 120 thất bại nên nó phải quay lại vùng 115 và xu hướng này thì theo quan điểm kỹ thuật của hùng thì nó sẽ quay lại vùng 115 uh, nó ổn định thêm ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những phân tích tiếp theo Uh, PLX trong tuần vừa qua thì nó có một cây nến kéo tương đối là rát và sau đó thì uh, nó đang uh, nó đang có hai phiên, uh, hai phiên như thế này thì được gọi là tích cực anh chị. Hai phiên như này là được gọi là tích cực, tức là nó chỉ test lại về vùng 58 thôi. Uh, thì về mặt kỹ thuật là PLX cũng sẽ có thêm cái biên giao động ở trong tuần tới, nó sẽ chưa thể bứt được vùng 60 đâu. Với xu hướng giá dầu như vậy thì nó sẽ chưa thể bứt được và nó sẽ đi ngang tích lũy ở đây. Và nó đi khoảng thêm 1 đến 2 phiên nữa Và khi nào bứt được vùng 60 Thì khi đó thì chúng ta sẽ đi uh, xây một cái target tiếp theo Nhìn về ý đồ tạo lập Thì PLX cũng đang có những nhịp đánh tương đối là tốt Tương đối là tốt Và rất có thể là nhịp này thì PLX sẽ đánh thốc Đánh thốc Tức là đánh một cách gọi là sốc ừ, Sốc luôn Tức là nó chỉ kéo khoảng tầm 4 đến 5 phiên thôi Đó thì đấy là một cái kịch bản mà có thể có thể break sẽ diễn ra trong tuần tới thì chúng ta sẽ bám sát thêm và những anh chị mà đang cầm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta tận dụng những cái nhịp như vậy để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận trong vòng 3 đến 5 ngày à, về pet à, chúng ta có đánh giá một cái ý đồ tạo lập à, ở điểm mua break ở vùng break à, chúng ta không nói lại nữa và tín hiệu trong tuần thì pet cũng đang giao dịch tương đối là tốt tuy nhiên tín hiệu kết tuần như này thì nó lại hơi xấu đi một tí. À, tuy nhiên à, nó vẫn đóng ở được trên 31.2 như vậy là tạm ổn. À, với cái kỳ vọng ngắn hạn thì PET có thể đánh lên khoảng vùng 35 đến vùng 36. PVT à, sau hai cây nến tích cực thì nó đang quay lại chỉnh và PVT thì nó cũng đánh tương đối là giống PET, tức là sau khi mà nó break được cái vùng 24 cộng ở đây thì nó cũng đang có những cái ý đồ manh múm đó và những cái manh múm này thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia trên một góc độ là chúng ta vừa mua chúng ta vừa tham dò chúng ta tuyệt đối không đua xanh đó những điểm test chắc chắn nó sẽ test lại các anh chị yên tâm là như thế không có ông nào mà cắm đầu cắm cổ đi được đâu đó test nhẹ nhàng thì ở 25 còn test sâu hơn thì ở vùng 24 đấy là những cái điểm mà chúng ta có thể tham dò để chúng ta bắt xem thử đó và chúng ta chờ đợi một cái uh, vùng giao dịch ổn định ở trên vùng 26 cộng thì lúc đó thì chúng ta mới có thể đánh giá cái xu hướng đi tiếp của PPT. Uh, rồi PX uh, một cái con pen uh, con này đẹp đấy và con này không cẩn thận nó sẽ thành siêu cổ phiếu. Uh, bây giờ mình view lại một tí tại vì trong những cái tuần vừa qua những cái mã cổ phiếu đẹp nó nhiều lắm nó nhiều kinh khủng và không có tiền để mà mua phải nói với các anh chị là như vậy không có tiền để mua những mã cổ phiếu đẹp để mà mang tiền về nhà mình mà mua chỉ có thắng thôi khẳng định luôn là trong cái thời gian vừa qua nó là như vậy còn các cái thời gian khác thì chúng ta chưa nói ở xu hướng của pet có thể hướng về vùng 9 và anh chị cầm thì chúng ta lưu ý rồi pvs uh, chúng ta có phân tích kháng cự của nó ở đây ô oh, chà chạm kháng cự một phát hai cây đổ nhưng anh chị nào đã mua phải vùng 31 cộng thì cũng đau đấy bắt đầu t 3 xong sang tuần nó đạp cho một nhát nữa là lại ới giời ơi ới giời ơi giời ở đâu giời ở đây như rời ở đâu đúng không ạ rời là do cái gì ạ do mình không có được tiếp cận những cái nền tảng phân tích kỹ thuật Uh, tốt và chúng ta không định vị được đâu là kháng cự đâu là hỗ trợ và chạm đến đâu thì cổ phiếu có thể chỉnh đó thì uh, ở đây cũng như vậy chúng ta nhìn thấy một cái vùng kháng cự tương đối dày của đây của pPS ở vùng 31 như vậy với hai tín hiệu này tức là nó lấp hết cái nỗ lực tăng giá trước đó của pPS và uh, với với cái tín hiệu cầu như thế này thì khả năng pPS sẽ quay về lại vùng uh, 28.5 28.5 đến khoảng vùng 29 để tích lũy các anh chị nha Uh, PVD, ok, PVD như vậy là PVD đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu là 32 trên 32 và sau đó thì sau khi mà hoàn thành á, đó, sau khi mà gặp kháng cự thì đương nhiên nó chỉnh thôi. Nó chỉnh thì uh, chúng ta sẽ lưu ý ở trong tuần tới đó là vùng 30, 30.5 đây sẽ là cái vùng tích lũy để đảm bảo rằng PVD có thể uh, hồi phục để đè lại vùng 32 cộng để đi tiếp hay không đó thì nó phải có một cái đảm bảo một cái tín hiệu test kỹ thuật ở đây còn tín hiệu test này mà thất bại là ok là nó hỏng rồi, tức là nó chỉ đạt được 32 thôi. Đó, PVS, PVD. À, rồi, chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu BSR. À, BSR sau một cái điểm break nền ở vùng 24 thì gần như nó hai tuần vừa qua là nó đang đi test cung tích lũy thôi. Đó, test cung tích lũy. Uh, về mặt tín hiệu của giá dầu thì nó đang xấu đúng không các anh chị, cũng ừ đã có nói rồi, giá dầu thì nó đang hơi xấu chính vì vậy nên là nó sẽ quay lại vùng 24, khả năng là sẽ quay lại vùng 24 để kiểm tra cung cầu ở đây. Uh, oi. Oi ở đây, ok, oi đã chạm và uh, đạt vùng giá mục tiêu, đó là 18 trên 18 và sau khi chạm cái vùng giá mục tiêu này thì oi đang mất bốn cây nến để công vùng 18 cộng nhưng công không thành đúng không ạ? Và nó đang phải lùi lại. Nhịp lùi này có thể lùi về vùng 17 và sâu hơn thì có thể ở biên 16 đến biên 16.5 và tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm cái nhịp lùi 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 cung của nó ở đây. ờ à, POV -Kép. kép thì uh, nhìn chung thì hai tuần vừa qua nó cũng đang đi khá giống với BSR tức là nó chủ đạo là nó đi ngang và nó tích lũy thêm Uh, gọi là tích lũy thêm năng lượng thì nó có hai vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây 12.7 và 12 năm thì cơ bản là không gãy 12 năm thì chúng ta cứ cầm uh, mục tiêu của nhịp này thì vẫn kỳ vọng uh, đây vẫn kỳ vọng từ xây từ cái điểm này cơ xây từ cái điểm 12 này lên điểm 13 năm tức là target kỳ vọng của PV uh, kép thì vẫn đang là như vậy. PVC như thế nào các anh chị? Đây, vùng kháng cự của nó đây các anh chị, hiện hữu ở đây rồi, 14.5. Đây là những cái vùng kháng cự uh, 13.5, đây là những vùng kháng cự rất là mạnh. Và về cơ bản thì em này cũng đang có những cái điểm tích lũy đi ngang ở đây. Trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này bị mất vùng 13.5 thì khuyến nghị các anh chị nên chốt bớt PVB đã hoàn thành chưa? PVB đã hoàn thành chưa? Có một cây đè lại vùng 17 và cái target mà chúng ta đang kỳ vọng của PVB đó là khoảng vùng 18. Ok, nhìn chung thì các anh chị có thể quan sát thêm vùng 17. Đó, sau khi nó nó đi lên rồi nó đè nó sẽ đè lại đây, nó đè lại đây để chúng ta kiểm tra cung cầu. Cung cầu hợp lý, ổn định mà lực cầu sẽ quay lại khoảng tầm trên 1,5 triệu cổ phiếu thì như vậy là PVB lại tiếp tục chạy thôi. Uh, PVP cái mã cổ phiếu này là một mã cổ phiếu đang tiếp cận ở góc độ trend kỹ thuật lên các anh chị trend kỹ thuật lên uh, P chỉnh nên là như vậy là cái điểm ở đây thì chúng ta có một cái điểm mua ở quanh vùng 20.9 đến vùng 21 nhớ là như vậy bởi vì rất nhiều các mã cổ phiếu nên là bây giờ cũng không thể nhớ nổi là là cái lịch trình của nó như thế nào nữa nhưng khả năng với cái xu hướng của nhóm P thì kỳ vọng là em này sẽ test lại ở đây là biến trên khoảng biên 20 không gãy thì đó sẽ có thêm những cái phân tích định lượng tiếp theo. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái nhóm cổ phiếu vua đúng không? Cũng gọi là cổ phiếu nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán đó. Thì trong góc độ hiện tại banh thì cũng đang có cái sự chuyển mình phải đánh giá là như vậy. Tức là nó đang hình thành nó đã chỉnh giảm. Đây chúng ta sẽ chúng ta sẽ nói như vậy. Uh, sau một cái thời gian nó chỉnh giảm và nó đi ngang tích lũy Thì nó cũng đang có những cái nét Đó, những cái nét đó có thể uh, gọi, tạm gọi là cái điểm tích cực Đó là trong cái tuần giao dịch trước của chúng ta Tức là tuần mà chúng ta ra video bản tin số 180 80, Trước tuần 80 Thì uh, nó đang có uh, Nó đang có một cái manh mún của dòng tiền Hùng sẽ nói như vậy, đang có một manh mún của dòng tiền Và manh mún của dòng tiền đó, nó có thực sự đủ mạnh để quật uh, khỏi những cái vùng kháng cự ngắn hạn hay không để banh đi vào một cái sóng mới thì theo những khả năng nhận định của ông lê thì uh, sau một cái thời gian mà thị trường chung của chúng ta đang đi rất tốt và các cái mã cổ phiếu khác đang tăng cực nóng và cực đẹp thì nó sẽ đến một cái ngưỡng chốt lãi và sau một cái ngưỡng chốt lãi đó thì khả năng dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển lại banh và nhóm ngành chứng khoán uh, còn tí nữa chúng ta phân tích đến nhóm ngành chứng khoán là sao và hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có những cái manh mún như vậy tức là nó có những cái khởi nguyên đầu tiên của những cái con sóng tăng thì hiện tại đã đang nhìn như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thêm à, còn đương nhiên banh ở trong thời điểm hiện tại thì nó không có nhiều các cái thông tin hỗ trợ về mặt uh, vĩ mô đúng không ạ và uh, cái thông tin về nợ xấu thì nó tương đối là lớn bởi vì đất nước của chúng ta đang bị đại dịch à, và đương nhiên là nhà nước cần phải uh, chia sẻ những cái khó khăn với doanh nghiệp và banh sẽ là những cái nơi mà ghi nhận những cái nợ xấu đúng không ạ à, bơm cho ông nhà tiền để cứu ông nhưng ông không được đúng không tức là chúng ta thấy rằng là dịch bệnh covid rất nhiều người bị nhiễm bệnh và trong cái số những người bị nhiễm bệnh đó đúng không thì đảng chính phủ và tất cả bệnh viện tất cả đội ngũ nhân viên y tế là hết sức mình gồng mình để cứu nhưng mà đôi lúc nó cũng không cứu được và nó chết mất đúng không vậy thì doanh nghiệp nó cũng như vậy thì banh là đang như vậy đó vậy thì chúng ta tiếp cận đến nhóm banh là chúng ta phải tiếp cận ở góc độ là mua từ từ rồi sau đó thì chỉ mua hỗ trợ đó ví dụ đây việt công banh tôi về đến đây tôi không mua đâu nhưng mà tôi lại đây này đây những cái hỗ trợ thấp thấp ở dưới này thì tôi thử nhặt xem đó ví dụ như vậy hoặc là hỗ trợ sâu ở đây vùng 95 tôi thử nhặt xem đó ví dụ như thế thì đối với việt công banh ở trong thời điểm hiện tại là đang ở nền tảng tích lũy quan điểm của tôi cùng như vậy và kháng cự nó vẫn là vùng 100 chờ break vùng 100 thì uh, chúng ta sẽ uh, sẽ uh, sẽ đi uh, có những phân tích tiếp theo AC, ACB, các anh chị ACB thì uh, nhìn chung đó nó cũng đang có những cái manh mún rất là đẹp ở đây uh, sau khi vùng 31 không gãy và nó đang đè lại được và uh, trên góc độ kỹ thuật tuần thì ACB kết phiên ở khoảng 30, 30, mấy đấy nhỉ 33 cộng là được Tuần tới thì khả năng nó cũng chưa, chưa, chưa thể là một nhát ăn ngay được đâu đó nó còn 33 32 năm, 32 năm khả năng là cái vùng này còn cày bừa chán. Ví dụ như thế, nhưng ít nhất là chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái bức tranh sáng hơn của cổ phiếu nhóm banh, đúng không anh chị? Công thương cũng như vậy, ok. Thì công xưa công thương là sau khi mà nó break lại được vùng 30 cộng thì chúng ta có tính toán tiếp theo ở một cái vùng ở đây là vùng 20 31.5 đến vùng 32 Trong tuần vừa qua thì công thương Đang công lại kháng cự 33.5 đến vùng 34 nhưng nó công không thành Nên nó phải quay lại đây Một cây nến lấp lại cái điểm giảm của ngày hôm qua Được tạm gọi là tích cực Và trong tuần tới thì kỳ vọng là công thương Sẽ test lại cung ở vùng 32 Nói chung là đây 31.5 đến vùng 32 Mà không gãy thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng Lên cái vùng kháng cự 34 Và ao được vùng 34 cộng <laughs> Sau đó thì cũng sẽ phân tích thêm Nói chung là cần phải có thêm dữ liệu không thể nói trước được. À, BIDV rồi. À, sau khi chạm ở đây là 44 thì cổ phiếu này sẽ chỉnh. Đó là dự báo của ông Lê. Trong bản tin tuần trước thì có nói rồi đúng không anh chị? Và vùng dự chỉnh thì ở quanh 42.5 và trên thực tế thì nó đã có những cái lúc mà nó à, tụt xuống 42.5. Nhưng về mặt gọi là nến kết tuần thì nó vẫn trên vùng 42.5 cộng như vậy là tích cực. À nhìn chung thì em này cũng sẽ cần thêm một hai phiên uh, nhì nhằng ở đây nữa, tức là 42.5 đến khoảng vùng 43 chưa chạy được đâu. Và dòng tiền nó muốn chạy được nó phải bơm lại trên khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu thì khi đó mới chạy tiếp được mới chạy tiếp được. Đè được 44 cộng với khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu thì lúc đó chúng ta mới có quyền kỳ vọng của target 46 khoảng quanh 46 46.5. MBB <cười> <cười> MBB thì nói chung là chưa có nhiều các cái điểm sáng à, Về cơ bản là kháng cự ở đây vùng 29 và nó lại bị đạp lại à, Hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây vùng 28, 28.2 Khả năng sang tuần tới thì nó cũng sẽ chưa chạy được đâu Đó, Phiên ngày hôm nay là phiên mà phái sinh Đánh chủ yếu là là phái sinh thôi các anh chị Đó, Những cái điểm kéo này chủ yếu là để các 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 bác pro phái sinh các bác long sọt thôi Chứ còn nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta là móm hết đó nếu mà nắm phải những cái 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 mã cổ phiếu trong cái thời gian như thế này là mó mết uh, Techcom, Techcom thì đây phân tích rồi, vùng kháng cự 54 55. Đó. Đây đạp này, đây đạp này, đây đạp này phân tích rồi. Đó mà ai mà vẫn cứ vùng 54 55 cứ vẫn cứ xuống tiền thì cũng chịu. Đấy là uh, <laughs> Đấy gọi là cái gì nhỉ? Đấy gọi là điếc không sợ súng điếc không sợ súng nhưng mà hùng lê thì rất sợ súng đúng không uh, techcombank ở đây nó sẽ chỉnh lại ở vùng 51 đến khoảng vùng 52 đấy các anh chị ở khả năng là tuần tới thì nó sẽ test cung thêm một hai phiên ở đây nữa rồi nó lại vòng lại vùng 54 ví dụ như vậy và các cái bạn mà lướt ngắn là bạn có thể canh những cái này để chúng ta lướt ngắn được uh, VP, VIBank rồi dự báo chỉnh và dự báo chỉnh cung về khoảng quanh vùng 35.5 đến vùng 36. đây cũng đang có hai cái nến được tạm gọi là tạm ổn ờ, nhưng nó cũng chưa chạy được đâu nó sẽ cần thêm một hai phiên nữa ổn định ở quanh đây khi đó thì mới 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 chạy được ờ, tp Bank thì nhìn chung cái kháng cự 44 ở đây tương đối là dài và vẫn chưa thể break nổi cái vùng kháng cự 44 nó có hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây đó là quanh vùng 42 tức là đại dự báo là đang khả năng là vòng vo ở quanh vùng 42 đến 44 sau đó thì mới có thể có những cái tín hiệu tiếp theo HD Bank thì tương đối là đẹp ở à, trong các cái mã cổ phiếu nhóm banh thì HD Bank đang tương đối là ổn áp đó sau khi mà em tích lũy xong ở vùng 24 năm đến khoảng vùng 25 thì nó break out lên được vùng 273, sau đó test cung ở đây. Đó những cái điểm test cung này là đã phân tích ở trong tuần trước này, 26.5 và test thành công luôn đấy. nó test thành công. Sau đó nó đè lại 273 và đang hướng tới cột mốc 285. Đè được 285 thì chúng ta sẽ có phân tích tiếp theo. Cứ từ từ, đi đến đâu thì cũng sẽ xây đến đấy và tất cả những cái phân tích đó sẽ được cập nhật liên tục ở trên nhóm không chat, tức là chúng ta có được một cái Uh, một cái góc nhìn rất là tổng quan các anh chị uh, đối với SHB SHB sau chia nên là chúng ta cần phải xây dựng lại cái đội hình của nó một tí tức là xây dựng lại cái đội hình của nó đó là vùng kháng cự ở vùng 24 mươi Uh, hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn của nhịp này ở khoảng vùng 21.5 đến khoảng vùng 22, 22 và như vậy thì trong cái điểm này thì chúng ta cũng sẽ uh, chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở quanh vùng uh, quanh vùng 23 quanh vùng 23 đến khoảng vùng 24 ở đây uh, nhìn chung SHB thì nó đang kéo những cái này thì chúng ta phải nhìn đây đó nhìn trên thanh kỹ thuật tuần đó thì nó đang lấp lại một cái phần của cái cây nến tăng ở trước đây tuần trước thì như vậy là một cái tín hiệu cũng tạm tạm gọi là tạm ổn STB nhìn nhìn dáng dấp của STB là đẹp rồi các anh chị và chúng ta cũng đang tính toán một cái trang kỹ thuật lên của STB tuần này thì nó đã có những thời điểm là nó đã đè được vùng 28 năm quay lại test đó, quay lại test thì test đẹp này 27 273 như vậy là những cái điểm test kỹ thuật của nó của quanh đây rất đẹp tuần tới thì các tài khoản cầm STB có thể canh gom thêm mục tiêu ở trong nhịp này thì đè lại vùng 28.5 và sau đó thì sẽ lên vùng 3x nhìn STB đánh đang có nét liên việt post banh rồi kháng cự đây các anh chị 24 thì nó đội vào kháng cự thì nó phải giảm thôi các điểm test kỹ thuật đẹp ở vùng 22.5 và sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 22 ở bên này thì tuần tới các anh chị có thể quan sát thêm và nó giao dịch những cái tín hiệu giao dịch ở đây ổn định thì chúng ta có thể canh để chúng ta mở thêm các vị thế kỹ thuật ở vùng này mục tiêu thì đánh lại 24 break vùng 24 thì lên được vùng 26 ờ uh, BVB BVB thì trong tuần thì nó bị thủng mất cái vùng ở đây này Nó bị thủng mất cái vùng biên tích lũy Nhưng mà kết tuần thì ở 21.9 Thì cũng tạm ổn Nói chung đến tuần thì cơ bản là ổn uh, tuần tới tuần tới thì BBB khả năng cũng sẽ quay lại test lại cái mút nến ở dưới này thêm một một đến hai phiên nữa rồi chúng ta sẽ đánh giá thêm cái lực cung cầu của nhóm banh đó nhóm banh thì ở trong cái thời điểm hiện tại thì hùng lê cảm nhận rằng nhóm banh đang được tạo lập sử dụng ở trong ở những cái phiên long phái sinh thì các bố kéo banh mà sọt phái sinh thì đạp banh và chứng khoán đó là hai cái nhóm mà thấy đang, đang 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 giao dịch theo cái kiểu như vậy tức là giao dịch theo cái kiểu phục vụ phái sinh còn những cái mã cổ phiếu mà tí nữa hùng lê phân tích gọi là danh mục uh, gọi là siêu cổ phiếu đi ở những cái danh mục cổ phiếu mạnh thì nó lại đang phục vụ nhà đầu tư của chúng ta đó thì cái, cái hai ý như vậy để chúng ta uh, có thể tách biệt ra được là nó trên thị trường nó có rất nhiều các cái động cơ ở thế đó và chúng ta sẽ phải tách bạch ra ở cái động cơ nào thì chúng ta uh, chúng ta đang đánh cơ sở thì chúng ta sẽ sử dụng những cái động cơ nào mà chúng ta đang đánh phá sinh thì chúng ta cần phải phân tích những cái nhóm ảnh nào đó nôm na nó là như vậy rồi đối với nhóm ảnh chứng khoán thì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua đặc biệt là trong những cái tuần giao dịch à hôm nay không vào được không vào được uh, web nên là hùng không có ấy À, những cái phiên giao dịch khoảng 35 đến 40.000 tỷ lại bắt đầu xuất hiện rất là đều đặn như vậy thì à, các cái công ty chứng khoán à, sẽ là một trong những cái nhóm ngành được hưởng lợi tương đối là lớn à, vci vci à, tương đối là đẹp các anh chị à, à, mục tiêu thì đang 75 và nó đang có những điểm test kỹ thuật ở đây à, theo ông đây là đẹp và những điểm test này thì nó là cơ sở để có thể đánh à, break lại ở trên vùng à, uh, đánh break lại ở trên vùng 75 cộng và khi lên 75 cộng thì uh, rõ ràng một điều là nó sẽ đi về khoảng vùng 85 đến khoảng vùng 90 của uh, vùng 85 đến vùng 90 của 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 của, uh, của nhịp này. Về xe này, tương đối đẹp. SSI, các anh chị, uh, đối với SSI thì cũng có phân tích cho mọi người một cái vùng kháng cự của nó ở đây, đó là vùng kháng cự 44. À, trên góc độ kỹ thuật thì nó đang có những cái điểm test ở đây và những điểm test này trong tuần vừa qua được đánh giá là tích cực, tức là biên 43 đến biên 44 ổn định và nó chém lại cái vùng 46 cộng ở đây. Thì như vậy là SSI sẽ xác định cái xu hướng đi tiếp. À, HCM cũng hoàn toàn tương tự như SSI, nó có thể có những cái điểm test kỹ thuật của HCM ở đây là rất đẹp ở vùng 43 đến vùng 43.5. Uh, sâu hơn, sâu hơn thì uh, sâu hơn thì HCM có thể uh, sọt cho phép sọt về đến tận vùng 42, tức là vùng 42 ổn định vẫn là ok đó. Trong một cái nhịp mà nó đánh lên như này thì uh, nó sẽ quay lại những cái vùng 42 là câu chuyện rất là bình thường đó. Và sau đó thì nó uh, sau những cái nhịp quay lại test cung đó thì nó bắt đầu nó có những cái tín hiệu để thoát lại cái vùng 45, 46 ở đây thì đấy là một cái tín hiệu cũng xác nhận rằng uh, HCM tiếp tục đánh đó rồi, SHS là một mã cổ phiếu được có phân tích ở trong một góc độ gọi là break. Đó, SHS đánh tương đối đẹp. sau cái tuần giao dịch cũ thì nó đã break được cái vùng 4x và và dự báo những cái dự báo là nó sẽ quay lại nó test lại cái mút nến ở đây đó là vùng 41.5 đến vùng 42 và các anh chị nhìn thấy trong tuần có hai cây test khá là sâu cái tuần thì như thế này là tạm gọi là đẹp, tức là trên 44 cộng. đó Vậy thì tuần tới thì chúng ta cần phải quan sát thêm cả cái tín hiệu kỹ thuật. Dòng tiền vẫn tiếp tục đẩy vào ở trên 44 cộng và nó thoát được khoảng vùng 45 ở đây. Thì xu hướng các cái target kỳ vọng có thể đặt ra ở đây là vùng 48 và sau đó đến vùng 52. BVS, BVS cũng được cùng Lê phân tích khuyến nghị đầu tư và Uh, trong cái nhịp này thì chúng ta cũng tiếp cận với BVS đó là điểm Uberdeck Và uh, chúng ta có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đã phân tích ở đây 31.5 vùng 32 uh, Rồi và những cái điểm test kỹ thuật ở vùng 378 đến vùng đây các anh chị Những cái điểm test rất đẹp và đây sẽ là những cái quanh vùng 38 này Cũng có mấy cây nến test đẹp rất đẹp Và đây là những cái điểm mà chúng ta uh, gom những cái vị thế đầu tiên Và chúng ta vừa gom vừa thăm dò Tức là khi chúng ta tiếp cận đến điểm mua Uberdeck đó là phải như vậy thì chúng ta không được phép là chúng ta có 1 tỷ chúng ta nhào phát chúng ta mua 1 tỷ luôn. 1 tỷ đầu tiên tôi chỉ mua khoảng 200 triệu thôi. Cùng lắm tôi mua 100 triệu điểm mua đầu tiên để tôi ngắm ngắm xem nào. Đó. Sau đó, cổ phiếu về á ăn lại test lại đây chúng ta mua thêm 100 triệu nữa. Đó đây chúng ta từ từ chúng ta chờ và khi nào mà có một cái cứ gom liên tục như vậy để cổ phiếu nó về đến tài khoản của mình đã. Đó và cổ phiếu về đến tài khoản của mình thì mình luôn luôn chủ động và mình nhìn thấy rằng a à, có một phiên nó đánh đè lại vùng 40 cộng. Ok, như vậy là chúng ta lên đường. Thế thôi, đó, cái cách là tiếp cận vấn đề là như vậy Và BBS khả năng tiếp tục đánh ờ, CTS thì đẹp vô đối rồi, không phải nói nữa rồi ờ, Trong tuần vừa qua nó đã đánh thủng vùng 35 cộng Và sau khi thủng 35 cộng thì tiếp tục thủng 37.5 Sau đó tiếp tục thủng 40 ờ, Thủng 40 rồi thì sẽ lên đến đâu? Thủng 40 sẽ lên 43, thủng 43 sẽ lên 47 Nói chung là như vậy, nó cứ thủng các cái kháng cự là cứ thế nó lên thôi Và CTS cũng năng là tuyệt vời BVS cũng được MBS À BVS phân tích rồi MBS À không phải MBS BVS Xem lại một tí M À đúng rồi MBS MBS ở 40 MBS MSB Đánh nhầm MBS Đây Cổ phiếu MBS Cũng như vậy MBS Này À MBS vừa mới phân tích xong MBS Ok, BVS vừa mới phân tích xong Ở vùng 37.5 đến vùng 38 Mấy cái mã cổ phiếu này BVS, xem nào Ờ, BVS, BVS cũng vừa phân tích xong rồi CTS, nó cứ lẫn lộn chữ S CTS cũng đang rất là đẹp Ok rồi uh, FTS Rồi, ok FTS Đây, đối với FTS thì uh, 72.3 72 đang là một vùng kháng cự Và nó đang quay lại test cung kỹ thuật ở đây uh, Khá là ổn Nói chung là ông test lại ở khoảng quanh vùng 7 à, 67.5 là đẹp. 67.5. Đó, 67.5 là đẹp. À sau đó nó để lại được vùng 723 thì chúng ta sẽ đang dự kiến nó có hai cái vùng mục tiêu ở đây, nó là vùng 77 và khỏe hơn thì sẽ lên đến vùng 85. Nói chung là nhóm chứng khoán thì cũng đang là ổn đấy tiền cứ 40.000 tỷ một phiên thì chẳng mấy chốc mà béo phì đúng không ạ mỡ máu bốn 40.000 tỷ một phiên trước đây những cái thời điểm bùng giao dịch nó nó có những cái thời điểm thanh khoản nó nghèo nàn lắm hát sàn hạ sàn ho đôi lúc mà kiếm được khoảng tầm độ 23 tỷ là cười coi như cười hớn hở đúng không các anh chị và bây giờ nó toàn 35 40.000 tỷ thôi thì thấy là một cái con số nó nó khủng hoảng nó kinh khủng lắm. AS ở đây rồi 14. À xin lỗi cả nhà, 25 đang AS 25 đang là một cái kháng cự uh, tương đối mạnh ở đây. Uh, các cái vùng chỉnh kỹ thuật ở quanh vùng 23 ổn định và lực cầu tiếp tục quay trở lại đề 25 thì có thể uh, kỳ vọng một target tiếp theo của AS ở khoảng vùng 28. Uh, VND nhìn chung thì cũng đẹp, trong tuần vừa qua thì nó đang bật lại kháng cự 70.5 và tạm kháng cự nó đang chỉnh và ba những cái những cái phiên chỉnh này thì cũng tạm gọi là ổn, tạm gọi là ổn. À, 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 VND có thể chỉnh sâu hơn Ở vùng 65 Đây là cái vùng mà sẽ à, Xác nhận cái xu hướng à, VND Tiếp tục đánh hay không Thì cái vùng 65 này là một vùng rất là quan trọng Và các anh chị có thể nhớ lại à, Không phải nhớ lại Mà có thể xem lại cũng được à, Cái cái ý đồ phân tích của ông Lê à, Đối với mã cổ phiếu VND Ví dụ trong cái nhịp này cũng có nói đến à, Cứ xem lại đi Sẽ có hết ở trên bản tin đó. À, 38 đến vùng 40 không gãy Thì cứ thế ôm Ví dụ vậy sau khi nó xây lên được cái vùng này Tức là cùng tiếp tục phân tích một cái nền tảng của VND đi ngang ở quanh vùng 48.5 đến vùng 5, 55. Đó, tức là vùng 48.5 không gãy thì cứ ôm. Đó, và đến bây giờ như vậy thì chúng ta lại tiếp tục uh, xây lên ở một cái góc độ trên này. Nếu như cái vùng này mà không gãy thì cứ ôm. Đó, gãy vùng này thì chắc chắn nó sẽ test lại vùng 55 ở dưới này nên là à, chúng ta lưu ý là như vậy. VX 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 thì uh, đang hướng về vùng target 32 Nhìn chung là lực đánh thì cũng đang tương đối tốt Đánh có ý đồ uh, Hỗ trợ kỹ thuật 28 đến vùng 29 ở nhịp này Nếu như mà không gãy thì chúng ta cầm Gãy vùng 28 29 Gãy vùng 28 cộng thì cũng nên chốt bớt Bởi vì như vậy thì cổ phiếu nó sẽ uh, Có những cái xu hướng đi về vùng 24 Tức là khi gãy ở vùng này thì nó sẽ có xu hướng về vùng 24 Thế này tích lũy lại uh, Cổ phiếu ORS được Ờ uh, được nhấn mạnh năm uh, mã cổ phiếu chứng khoán uh, tuần trước được nhấn mạnh và được tiếp cận như thế nào thì chúng ta có thể xem lại bản tin tuần cũ các anh chị nhé <laughs> ors thì ở thời điểm này nó đang có những cái điểm mà uh, break out lên và chúng ta tiếp cận với cổ phiếu ors cũng như vậy đó là tiếp cận điểm mua break mà điểm mua break thì phải gì các anh chị phải mua gần nhất những cái mút hỗ trợ của nó Vòng đưa ra cho anh chị cái mút hỗ trợ trên Đó là vùng 30 Tức là chúng ta phải mua ở gần những cái điểm 30 Đó Chúng ta hoàn toàn có những phiên đó Để chúng ta mua gần những cái điểm 30 Và kỳ vọng ở 33.5 Thoát 33.5 Sẽ có uh, hướng đến vùng mục giá mục tiêu Vùng 37 Ok anh chị Cổ phiếu AGR uh, Muộn nhưng chưa hết Đúng không ạ AGR vì uh, chúng ta có phân tích uh, một cái ý đồ và cổ phiếu này cũng được nhấn mạnh trong một trong năm mã cổ phiếu, một trong năm mã cổ phiếu được nhấn mạnh. Thì uh, AGR chúng ta có phân tích hai điểm chỉnh kỹ thuật ở vùng 18.7 hoặc là điểm thứ hai có thể 18. Đây có một mút nến. Uh, thực ra AGR trong tuần thì nó giao dịch tích tích cực, chỉ có một cái cây nến duy nhất ngày hôm qua thôi, nó tụt xuống 19 thôi, còn lại là gần như là rất là tích cực. Uh, kết tuần với một lực cầu tuyệt vời trên 6 triệu cổ phiếu và đè lại vùng 20.3 cộng thì như vậy uh, sang tuần mới nó sẽ quay lại kiểm tra lại ở đây đó là biên 20 20.3 và hành trình lên vùng 22.5 dự báo cái target tiếp theo của AGD là như vậy như vậy thì uh, tổng kết lại uh, nhóm ngành uh, chứng khoán cũng là một cái nhóm ngành đang được đánh giá là ở một góc độ trung và dài hạn các anh chị uh, thì Uh, thị trường của chúng ta cứ 40.000 tỷ rồi là lên 50.000 tỷ Thì đấy sẽ là những cái dữ địa mà để có thể uh, đánh giá được những cái uh, điểm tăng tiếp theo uh, Điểm tăng tiếp theo của thị trường Ok anh chị và đến bây giờ thì uh, sẽ sang một cái phần rất quan trọng Đó là ông Lê sẽ đi uh, phân tích một số các cái mã cổ phiếu uh, Các cái nhóm ngành uh, đã được khuyến nghị và đã giúp cho nhà đầu tư kiếm được rất nhiều tiền, phải nhấn mạnh là như vậy kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian vừa qua. À, đó là những cái mã cổ phiếu nào thì uh, tiếp theo sẽ phân tích như vậy là chúng ta hết 45 phút đầu tiên một tiết học các anh chị. Và à, sau một tiết học thì thường được giải lao khoảng uh, 10 phút, nhỉ, 10 phút nhưng mà Hùng Lê không được giải lao một tí nào cả và chúng ta lại tiếp tục à, hành trình của cái bản tin tuần đó. Liên tục nói liên tục như vậy. Mà thế mà còn có một số anh chị bảo à, vào comment thôi cái này số ít thôi. Bảo ông này ông nói vấp. Vâng, các bạn cứ à, vừa nói rồi vừa trình bày à, vừa truyền tải một cái lượng à, kiến thức à, nó lớn như vậy, nó nhiều như vậy và nói được như hùng lê á, các anh chị cũng phải mất tương đối nhiều thời gian phải nói là như thế chứ và và mất nhiều thời gian rồi á và các anh chị còn phải có một cái khiếu cái khiếu ăn nói đó, hùng lê cũng có một cái khiếu ăn nói đấy không phải là không được đào tạo trong cái lĩnh vực sư phạm nhưng mà cái cách mà hùng lê vừa nói vừa trình bày và vừa giải thích cho các anh chị làm cho anh chị cực kỳ dễ hiểu đó là cái nghiệp vụ sư phạm đó đó là nghiệp vụ sư phạm đấy các anh chị chứ không phải là đơn giản đâu và hùng cũng đã phải uh, rèn luyện rất là nhiều và ở trong những cái thời gian mà ông đi tập thể dục á, lồng cứ lẩm bẩm lẩm bẩm là như vậy. tức là mình 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 mình, mình tập diễn giả rồi sau đó mới nói được như thế này, ở một cách trôi chảy như vậy và truyền tải một cái lượng kiến thức dài nhiều như vậy thì nó sẽ uh, cần rất là nhiều thời gian. <laughs> rồi đến nhóm đầu tiên mà chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm xây lắp và nhóm giao thông. thì uh, phân tích cái mã cổ phiếu HHV trước, không tí quên mất thì HHV này được chúng ta tiếp cận ở trên góc độ như nào các anh chị? Được tiếp cận ở trên góc độ đánh dài, đó, trên quan điểm kỹ thuật là đánh dài và tiếp cận từ những cái vùng bây giờ cũng không thể nhớ nổi nữa. Nhưng nôm na là trong cái nhịp gần nhất là có tiếp cận ở vùng 19.5 đến vùng 20. Sau đó ở biên 20, biên 20.5 và chúng ta nói rất nhiều đến cái vùng kháng cự dài của cổ phiếu này ở khoảng vùng 23. Thì một điều rất là tuyệt vời là trong tuần vừa qua thì HHV đã bắt đầu uh, có những cái chuyển mình Và những cái chuyển mình này thì cũng đánh giá là cực kỳ tích cực khi mà dòng tiền bắt cực kỳ tốt Và nó đang khi chạm về vùng 24 ở đây Tức là nó chỉ còn uh, gọi là gọi là cái gì nhỉ? Gọi là chuyến tàu hoàng hôn này hay là chuyến tàu cuối cùng ấy, cái, cái nôm na là như vậy Tức là đây đang là những cái điểm mút kỹ thuật cuối cùng để chúng ta bắt đầu đi xây target của cổ phiếu HHV đó chỉ lưu ý như vậy thôi. Và khi nào nó đè được vùng 24 cộng và đánh giá thêm một hai phiên ở trên vùng 24 cộng thì khi đó thì chúng ta bắt đầu đi một cái hành trình của HHV và HHV thì chúng ta có tầm nhìn cho năm 2022. Rồi LDG cũng là một mã cổ phiếu rất là tuyệt vời và đến thời điểm hiện tại thì tuần này chính thức hoàn thành cái vùng LDG DLG hai cái này nó giống nhau nhỉ? À đúng rồi, LDG. G à, nó hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 14 trên 14 và nó mở gap các anh chị và những cái gap này nó tăng tương đối là tốt và sau những nhịp tăng tốt này thì à, cổ phiếu cần thêm thời gian tích lũy nền ở khoảng vùng 13 14. bốn à, trong một cái view, đó, trong một cái view ổn định ở vùng này thì cái vùng 17 nó là tới tầm các anh chị. Đó, mục tiêu nó cao như vậy. Rồi DG nó là một mã cổ phiếu B52 B52 các anh chị Cổ phiếu rất to vật vã ờ, Những cái cổ phiếu mà khoảng tầm trên 50.000 cổ phiếu Đó là chúng ta gọi B52 được rồi Còn những cái mã cổ phiếu Penny là những cái chiến binh hàng nhẹ Đúng không các anh chị Và tuần này thì chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu Đó là đặt ra ở vùng 7X ở DG có cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật và 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 một cái target cực kỳ khủng của DG và tất nhiên sẽ không nói ra bởi vì nói ra thì sẽ gọi là chém gió nhưng chúng ta lần lượt lần lượt đi xây. Thì uh, 72 sẽ là cái vùng mà cổ phiếu này cần phải vượt qua và khi nó đè lại được ở vùng 70 72 ổn định thì sẽ có target tiếp theo bài 7.5 và xa hơn sẽ là vùng 85. Đạt Phương hiện tại cũng đang đánh tương đối là uh, có ý đồ các anh chị, đánh như thế này là tương đối có ý đồ sau một uh, thời gian nó tích lũy lại ở trên vùng uh, tức là chạm kháng cự này rồi nó tích lũy lại ổn định ở trên vùng 77.5 thì cái mốc 77.5 này là cái mốc để xác định là chúng ta có còn cầm được đạt phương hay không đó trả lời là như vậy thì cứ trên 77.5 là cứ cầm và hiện tại thì nó đang có những ý đồ ở quanh vùng 85.5 tương đối đẹp chờ đợi một cây nến ao lại vùng 90 thì chúng ta có cổ phiếu này sẽ hướng về mệnh rồi À, Nam Long NLG đó Nam Long. Các anh chị. À, Nam Long thì có phân tích ở trên nhóm. Đó bây giờ đây, ví dụ như đây, Bách khoa toàn thư NLG. Thì uh, chúng ta cũng uh, ngày 27 tháng 10 đấy các anh chị. IDC 27 tháng 10, LCG hình như là có phân tích Nam Long vào đây, Nam Long đây. Ngày 22 tháng 10 thêm một cao thủ nữa sẽ Các uh... anh chị nhá. Ờ, cao thủ nữa sẽ tiếp tục đánh này Và Nam Long thì khi đó ông Lê tiếp cận đến Nam Long Đó là vùng 50 đến vùng 51.5 Ngày 22 tháng 10 các anh chị Và đây là một cái bách khoa toàn thư đó Nó có chứa đựng hết tất cả các dữ liệu kỹ thuật Về tất cả các phân tích cổ phiếu Mà ông Lê đã có khuyến nghị cho nhà đầu tư Đó và các anh chị nhìn thấy đến Nam Long Ở cái thời điểm đó nó đang ở đây này này Chính là nhìn soi trên trác kỹ thuật đó <laughs> chắc kỹ thuật đây này chính là cái đây này đây 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 đấy các anh chị đó thì khi mà hùng phân tích là nó chưa có cái cây nến xanh này này tức là tại cái thời điểm đó là nó đang nó đang nó đang đỏ đó cái ảnh chụp đây này đó nó đang đỏ nhưng mà kết phiên đó là cái cây nến này nó piu một phát lên là nó phi luôn nó tại thời điểm phân tích là nó đang đỏ này đó nhưng mà kết phiên đây các anh chị đó, kết phiên thì nó phiêu lên tận đến này đó là những cái như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái thời khắc để chúng ta Uh, tiếp cận đến cổ phiếu nó cực kỳ quan trọng anh chị đó nó chỉ có trong một hai tiếng thôi hoặc đôi lúc nó chỉ có trong 5 phút hoặc đôi lúc nó chỉ có trong một phút thôi một hai phút thôi là là đấy là những cái thời khắc vàng để chúng ta có thể lên được uh, lên tàu được và sau khi nam long đã phân tích như vậy và tiếp tục đưa một cái vùng 58 đến vùng 6 x đó đẹp miên man tuần này lên 65 và đang hướng về mục tiêu 70 và target của Nam Long cũng đang cực khủng ở phía trước các anh chị cực khủng phía trước ở à, phân tích thêm l18 ok l18 thì uh, phân tích sớm lắm các anh chị đây l18 à, đó đó là những giá trị mà các anh chị sẽ nhận được sẽ nhận được đây các anh chị l18 ngày 26 tháng 10 à, L18 uh, 26 tháng 10 à, Tiếp cận đến L18 lúc đó chỉ có 40, 41 thôi các anh chị nhé Các anh chị có thể xem lại vùng 26 tháng 10 Cùng lắm thì 42 đó đó à, Tiếp cận ở những cái góc độ đây Ngày 26 tháng 10 Xong rồi 27 tháng 10 28 tháng 10 13 3 tháng 1 8 tháng 11 9 tháng 11 Như vậy là ở khi mà chúng ta về á, thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh tổng quan à, Các anh chị cứ dõi theo giống như kiểu là Hùng là người đi đầu Xong nó sẽ rát 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 một cái đàn cổ phiếu đi sau Và cái đàn cổ phiếu đó sẽ được liên tục cập nhật đó, đúng sai đúng chốt rồi cổ phiếu nào mà tăng lên hay như nào target ở những cái điểm nào nó nghỉ ngơi đó thì cũng sẽ nắm một cái đoàn cổ phiếu như vậy và cái đoàn cổ phiếu đấy cứ đi theo ông lê và các anh chị chỉ cần đọc những cái phân tích của ông lê thôi ok đọc hiểu được đọc hiểu được là sẽ sẽ ok đó những cái vùng 40 41 ở đây các anh chị và đưa lên được cái target đầu tiên đâu đó 50 break 50 thì đưa lên 75 75 bây giờ đang dự đây nó đang test lại thì đối với L18 cũng chúng ta cũng tiếp cận ở góc độ đó là cổ phiếu những cái trang kỹ thuật dài và đối với trang kỹ thuật dài thì chúng ta phải canh những cái điểm chỉnh kỹ thuật. Nhìn chung thì L18 khả năng sẽ quay lại test ở vùng 6x ổn định thì kỳ vọng là đáp lại vùng 75 lần 2, đè được 75 thì sẽ có target tiếp theo, khi đó thì sẽ phân tích. <laughs> Rồi bộ 3, bộ bộ 3 LCG đầu tiên chúng ta sẽ phân tích con bộ 3 này đã. Thì LCG chúng ta cũng đã tiếp cận ở cái vùng trước chia cơ Và bây giờ thì đang hướng cái target của LCG lên vùng 2X à, Trong những điểm à, trong những điểm tích lũy gom trở lại Tức là gọi gọi là gom thêm 17 năm Thì đang tính ở đó 17 năm đến vùng 18 ở đây Đấy là trong những cái nhịp trước mà cũng có nói thôi Cổ phiếu này chỉ cần bung 2X thôi Bung 2X thì coi như là Bung 2X thì sẽ lên 23.5 Tức là bung 2X đồng nghĩa với câu chuyện là chúng ta xác nhận rằng xu hướng cổ phiếu đánh tiếp và tiền sẽ tiếp tục về với tài khoản của chúng ta. LIG OK cổ phiếu thứ hai trong cái họ này và đang hướng về vùng giá mục tiêu à, đó là vùng 19 đến khoảng vùng 20. Nhìn các cái điểm đánh của LIG à, tích lũy ở trên vùng 16.5 như thế này là đẹp. Cứ ổn định ở trên vùng 16.5 như thế này là OK. À, sớm muộn thì thì em ấy cũng sẽ đi về đến vùng 20 thôi và cổ phiếu TIG, tig cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư đó và tig thì cũng được tiếp cận khá là sớm không biết là ngày nào Mình sẽ thử tìm nhờ. đó tất cả à, các anh chị có thể tra cứu đó tra cứu dữ liệu lại đó. sao lại không ra chắc mạng chậm tig vô lý sao lại không ra nhỉ T -i -g. Đó, nó phải ra chứ. Đó, 18 tháng 10 TG nếu nhớ không nhầm thì cũng test khá là sớm. TG phân tích lại 17, đây, chắc 7 tháng 10. <laughs> Đúng rồi, nó nằm trong hệ sinh thái và tại thời điểm đó thì uh, phân tích em này ở khoảng vùng 15.3 đến vùng 16 các anh chị có thể xem lại ở những ngày uh, 17 ngày 7 tháng 10. Đấy là thời điểm mà chúng ta bắt đầu phân tích TG Và đến thời điểm hiện tại thì bây giờ là 20.5 Ok à, Chúng ta không có nói đến câu chuyện nói trước nói sau Đó Và những cái giá trị thì uh, Tốt thì mọi người sẽ nhận được tiền từ như vậy thôi Và trong cái khả năng của Hùng thì Hùng sẽ cố gắng phân tích tối ưu à, Tối ưu như vậy thôi à, TG đang uh, tuần này đẹp quá rồi các anh chị Ở vùng 20 rồi Đè 20 cộng như thế này thì sẽ lên vùng 22 Thủng vùng 22 thì lên vùng 25 Tức là chúng ta sẽ có những cái hùng uh, không có 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 chém gió tức là uh, không có xây một cái kiểu mà từ từ vùng 19 mà lên tận vùng 38 nó không có Hùng sẽ uh, căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật Ví dụ như đây uh, cái mã cổ phiếu TG khi nó cán nó hoàn thành vùng giá mục tiêu 19 ở đây thì nó cần phải có một yếu tố kỹ thuật ở đây đó là nó phải test lại cái vùng đây này cái cái nón này này nó không gãy thì mới lên được vùng này chứ bây giờ cái nón này nó nó gãy bố mất rồi thì làm sao mà còn đi tiếp được đúng không anh chị Tức là nó phải có nền tảng kỹ thuật và phân tích dựa trên cái cơ sở đó là tín hiệu kỹ thuật giao dịch hàng ngày đó để chúng ta định vị thêm đó rồi ITC là thế nào ITC cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư và đang hướng về vùng giá 27 ở đây nó ITC nếu nhớ không nhầm có bắt đầu phân tích từ tận dưới này thôi chúng ta sẽ hạn chế tìm tìm rất là mất thời gian Ok và nhìn ngắn hạn thì đang hướng target của em này lên vùng 27 rồi C2 thế nào các anh chị? Có quen thuộc không ạ? À, có đẹp không ạ? À, Ngọc Trinh gọi bằng cụ đúng không ạ? À, đẹp không ngay anh chị? Và chúng ta tiếp cận đến C2, các anh chị xem trên bản tin tuần chúng ta nói bao nhiêu lần rồi và chúng ta phân tích một sóng lên và sóng sóng lên này đang cực kỳ tuyệt vời, đang đưa chúng ta target gần 3x, 3x các anh chị và bây giờ thì uh, bên ngoài rất nhiều nhà đầu tư nháo nhào nháo nhào mua nhưng mà chúng ta đã có một cái hành trình. Từ tận vùng à, phân tích hỗ trợ Và các anh chị nhớ Hùng nói cái điểm ở đây đúng không ạ Điểm mẫu chốt vấn đề, điểm nghẽn kỹ thuật của C2 Đó là bung vùng 20 cộng thì chỉ có kê gối mà ngủ thôi Và đúng bây giờ nó đang kê gối để ngủ Rồi S99 cũng là một cái mã cổ phiếu Lê phân tích theo đuổi em này rất dài, ở trên nó Rất mạnh và từ những cái thời điểm ở vùng 16 cơ lần lượt phân tích lên đưa lên target ở vùng 26 và bây giờ nó đang có một cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây cũng đang rất là đẹp và vùng hỗ trợ vùng test 23 24 đây là đã khuyến nghị anh em xúc em rồi uh, xúc thêm để làm gì bởi vì cũng đang kỳ vọng là con này nó sẽ đánh về vùng bãi mà thủng vùng bãi thì nó cũng là một cái gọi là siêu phẩm siêu phẩm trong đầu tư HBC có xứng đáng một siêu phẩm của anh chị đẹp đó Vòng Lê cũng đã phân tích cho các anh chị một cái hành trình lên và hành trình này thì đang đưa về target ở vùng 23.5 vùng 24. Ờ, ông đang chỉnh, ông này ông đang chỉnh và chỉnh thế này là đẹp, lấp thế này là đẹp. Lấp thế này là đẹp, thậm chí ông có thể lấp về khoảng vùng giá 20 23 các anh chị. Ok, lấp về vùng 23 thoải mái luôn. Lên vùng 25, đó đúng bài kỹ thuật là kéo lên 25 xong đạp về 23. Rồi đạp một hai phiên lực cầu tích lũy ổn định và cầu nó lại bật lại trên 20 triệu cổ phiếu. Mà bung vùng 25 cộng 24 cộng ở đây thì thôi xong. Không nói nữa. Rồi sell như thế nào các anh chị? Sell có đẹp đúng không ạ? Tại sao mà rất nhiều các mã cổ phiếu về xây lắp nhưng Hùng lễ chỉ chọn một số các cái cổ phiếu uh, phân tích. Và tại cái thời điểm phân tích sell là sell đang ở những cái vùng ở dưới này. Đó những cái vùng thấp thấp ở dưới này Vùng 8.4, 8.5, 8.9 Rồi đưa lên target 13, 14 Đó tuần này có 16 Và gần như tuần vừa qua Thì không còn gì phải nói đối với sale nữa Và bây giờ nó đang thành Một con trâu điên đó Và con trâu điên này thì bây giờ nó cứ thế thôi ờ, Trâu điên trong tuần nó, nó phá 16, phá 16 Xong phá 19, phá 19 thì sẽ lên 22.5 Đấy Rất đẹp đúng không anh chị Và ở những cái mã cổ phiếu này không phải bây giờ mới phân tích nhá không phải bây giờ mới phân tích đó nên là những cái anh chị em nào những cái thành phần nào mà đó mà thấy mà 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 không hợp với hùng lê là chúng ta đừng có mất thời gian các anh chị cái thời gian các anh chị comment mà mắng hùng lê ấy, đó, các anh chị đi làm những cái việc khác có ích cho xã hội đi đó mang lại những cái giá trị uh, cho người bên cạnh mang lại giá trị cho cộng đồng nhà đầu tư đó với một cái mục đích như vậy thôi. Chứ các anh chị ngồi chúng anh chị đánh mất một cái cái dòng comment thế các anh chị mất 5 phút, 3 phút. Thì 3 phút đấy là chúng ta mua VHG đi, mua VHG, mua KSH đi, mua CDO đi. À, HUB đẹp không anh chị? Đẹp chứ. Đó, đã khuyến nghị điểm mua. Và à HUB thì um, cũng tiếp cận ở trên một góc độ đó là break, vùng break, tức là sau khi mà nó hình thành một cái Uh, một cái đường đi như này Và nó không phá vỡ cái vùng hỗ trợ ở đây Tức là đồng nghĩa với việc là không phá phá, phá vỡ cái hỗ trợ này ấy, Thì nó sẽ đánh Đó, thế thôi nôm na nó là như vậy Và đã khuyến nghị tiếp cận Ở những cái vùng uh, kỹ thuật ở đây Vùng 28, 29, 30 Và chỉ có chờ đợi break Vùng 32 Xong đó nó đạp lại vùng này một tí nữa Tí thẹo nữa thôi Là chúng ta sẽ uh, Có thể chiến đấu được Đúng anh chị? Uh, rồi uh, Thêm một cái giai đoạn vừa qua mà ông Lê đã rất là nhanh ý và phải nói là như vậy. Khi thị trường chung của chúng ta vận động ở vùng kháng cự mạnh thì ông đã ngay lập tức lọc ra một cơ số danh mục các mã cổ phiếu penny. Ờ, nhưng mà mã cổ phiếu penny lại đánh tren trung hạn. Tức là nói như vậy thì rất nhiều những anh chị em mà học thuần về phân tích cơ bản á là 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 bảo ông này bị thần kinh. Vì sao? Bởi vì cổ phiếu penny thì làm gì có trung hạn các anh chị nghe nó hơi buồn cười đúng không ạ bởi vì nó có cơ bản đâu mà trung hạn thế ông chỉ chỉ chém gió nhưng nó trung hạn là trung hạn trên góc độ phân tích kỹ thuật à, hùng phân tích kỹ thuật hùng không quan tâm đến cơ bản điều quan trọng nhất là gì hùng mua ở giá 10 hùng bán được giá 12 đó là thành công hùng không quan tâm đến cái mã cổ phiếu đó nó là tốt nó là xấu hay nó như nào cả đúng không ạ mà hùng quan tâm đến cái hiệu quả hiệu quả công việc ở đây được đánh giá trên cơ sở là chúng ta mua được cổ phiếu ở giá thấp và chúng ta bán được cổ phiếu ở giá cao, ok đó và cái nhóm mà penny này cũng đã mang lại lợi nhuận và hơn thế nữa lại giúp cho chúng ta có thể chống cho lại được trong những cái phiên mà thị trường có thể đạp đổ 18, 20 điểm tức là tạo lập mà sọt phái sinh là họ không đạp penny họ phải đạp những cái con trụ to to đó, hoặc là họ sẽ đạp banh hoặc là họ sẽ đạp chứng khoán đó vậy như vậy thì chúng ta sẽ uh, tìm một cái hầm trú ẩn uh, trong cái thời điểm hiện tại và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng, cũng có khuyến nghị là chúng ta chấp nhận chúng ta ăn 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 ít đi một tí vì sao lại như vậy tức là cái bụng của chúng ta mà nó không bị no cành quá thì khi lái nó đạp chúng ta còn chạy được chứ cái bụng ta no quá là chúng ta chạy bị chậm và chạy bị chậm là lái nó bị ăn thịt nên là uh, giai đoạn này chúng ta có thể đánh Uh, ít đi một tí. Uh, chúng ta uh, chấp nhận đánh vừa vừa đi một tí để chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận ở trong cái thời điểm vừa qua. Đấy là một cái ý uh, đáng lưu tâm. Và trên thực tế thì trong tuần vừa qua cũng đã xuất hiện những cái phiên mà thị trường nó cũng sọt tương đối đó các anh chị, 18 20 điểm là cũng tương đối rồi, đúng không ạ? Uh, DLG nhóm gỗ thì uh, đây là một mã cổ phiếu cực kỳ thành công và đến uh, thời điểm tuần này thì DLG cũng bắt đầu đánh lại ở vùng 8. 8 đến vùng 8.2, tức là nó đã chính thức break cái vùng kháng cự tuần ở đây. Thì khi mà nó chạm về đây nó chỉnh á thì đã phân tích lại một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 6 6.5 và trên thực tế là nó đi về 6.5. À, với cái lực đi của DLG như thế này thì tuần tới sẽ kỳ vọng test lại vùng 8 đến vùng 8.2 ổn định thì chúng ta sẽ có target của LDLG, DLG các anh chị nhé DLG là 10 vượt thoát mời thì cũng sẽ tiếp tục phân tích và thông tin ngoài lề thôi nhá cái này không chỉ không không chính xác là DLG có thể đánh lên vùng 14 đấy là ngoài lề thôi chứ còn lại thì bây giờ chúng ta sẽ phải chờ uh, TTF cũng như vậy TTF một mã cổ phiếu cực kỳ thành công và đây ví dụ như Hùng sẽ nói về TTF đây các anh chị bách khoa toàn thư nó sẽ ra hết như vậy thì là uh, đó uh, TTF chúng ta tiếp cận ở những cái thời điểm từ tháng 4 không 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 đúng. 14 tháng 4, 7 tháng 10. Đó, ngành gỗ. 7.55 đến 7.59 là tại thời điểm đó thì TTF 7.55 đến 7.59 đây anh chị. ở à, đây là chúng ta bắt đầu à, nhìn nhận đánh giá à, TTF và đưa cái target của TTF về mệnh 10. Rất là tuyệt vời Và sau khi về mệnh 10 rồi Thì nó lại tiếp tục bị chỉnh ở đây Và rất nhiều nhà đầu tư là hoang mang Nhưng mà ngay lập tức đồng đen đã chặn được Cái vùng 8.7 ở đây Để tiếp tục phân tích một cái góc độ ổn định Đề 10 cộng Thì như thế này là đẹp rồi Sẽ lên vùng 11.5 các anh chị Đề 11.5 lên vùng 12.5 Và cái target của TTF Thì đang dự kiến ở cũng ở khoảng vùng 14 Tức là nôn na nghe đâu đâu như vậy à, PVL phê lắm rồi, phê lắm rồi các anh chị ơi, đúng không ạ? À, một má cổ phiếu pen mà nói rằng là đánh trung hạn nó buồn cười. Nhưng các anh chị có thể nhìn thấy là uh, PPL uh, PVL. Chúng lên tiếp cận từ vùng 3 đến vùng 4, sau đó xây 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 xây, xây lên vùng 9 đạp lằng ngoằng ở đây 7.3. Đó 7.3 xong rồi là 7.3 là rồi xong đó là xây lên vùng 12. Xây lên vùng 12 và vòng vo tam quốc ở vùng 10.8 cộng 10.9 cộng 11 ở đây. xây lên 14 và đến thời điểm hiện tại thì gần như PVL cũng đã tức là gọi là nó đánh đúng theo những cái gì mà bên ngoài nói đó. Vậy thì sau khi về 14 rồi. Nghe nói chưa hết đâu, nó còn đánh lên tận vùng 2x. Vậy thì có 2x hay không thì à chúng ta lại phải uh, bình tĩnh để chúng ta xem lại những cái điểm test kỹ thuật cung của PVL ở đây. Nhưng nhìn chung là PVL sẽ đánh tiếp. Nhìn cái ý đô này sẽ là đánh tiếp. Đó. Ở QBS mới kính cong luôn các anh chị. Mới kính cong luôn. Và giá trị nó nằm ở đây. Tức là khi mà 9 giờ 49 phút. Tại thời điểm đó thì có phân tích QBS. Và nhìn chung thì nó ở. Khi đó phân tích thì nó đang ở dưới giá 5.8. Và mục tiêu thì chúng ta sẽ mua đủ QBS ở dưới vùng 5.8. Và sau khoảng tầm. 10 phút thì cổ phiếu này đánh trần cổ phiếu này đánh trần à, vậy thì tại vì sao lại như vậy à, à, khi chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu dòng tiền tốt ok cổ phiếu này muộn nhưng mà chưa hết sóng tức là muộn chưa hết sóng có nghĩa là gì chúng ta vẫn còn một cái hành trình ở phía trước này chúng ta kỳ vọng đó và nhìn thấy một cái dòng tiền mà đánh ao à, vượt lên thoát vùng 5.5 là hùng đã ngắm rồi và bắt đầu khi nào khi khi bắt đầu nhận diện thấy ở cái vùng 5 sáu năm bảy này là bắt đầu nhào đô và bắt đầu phân tích khuyến nghị đối với các cái khoản của chúng ta thì sau những cái điểm vị thế đó thì chúng ta sẽ uh, canh những cái điểm test kỹ thuật chắc chắn nó sẽ test lại khả năng là nó sẽ test lại ở vùng 5.6 5.7 uh, dòng tiền ổn định thì chúng ta sẽ xây target 6.3 rồi sau đó chúng ta sẽ xây lên 7.3 ok KSH đó, một mã cổ phiếu mà có thể nói rằng uh, phân tích cho mỏi mòn ở trên giấy ở vùng 4.2 đến vùng 4.5 đây đây là những cái giai đoạn tích lũy cực kỳ đẹp đây là đang là những cái điểm chạy nước rút rồi à, nước rút thì không đúng bởi vì KSH thì đang kỳ vọng một target khá là dài ở à, tuần vừa qua KSH đã đè được vùng 5.2 thì sẽ hướng lên vùng 5.8 sau đó sẽ hướng đến vùng 6.5 uh, à, CDO cũng phải đi cùng với KSH không thể đi tách biệt được và CDO thì cũng đã có phân tích rồi một cái sóng tăng thậm chí là CDO đang phân tích từ từ cực kỳ sớm nhịp một chiến đấu cực kỳ sớm và sau đó thì bắt đầu bắt lại đây này 3.5 3.8 đây là những cái dấu mốc kỹ thuật mà đã bắt đầu phân tích từ đây tuần này cũng đẹp rồi sau một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật vùng 5 vùng 5.2 đè lại 5.8 sau đó lên 6.8 và có thể lên lại vùng 8 và nhắc đến CDO thì cũng không thể kẹp cùng với cả em em này được FID nó là cùng bộ với nhau các anh chị nhé, nó đi cùng bộ với nhau và FID thì cũng như vậy, Uh, chúng ta đang có một cái hành trình cực kỳ tuyệt vời xét về góc độ kỹ thuật là tuần này nó đã ngồi hẳn lên ở trên cái cây nến tuần ở đây nhìn trên đến tuần các anh chị đó nhìn trên đến tuần thì có gọi là thế gọi là thế thượng phong nhìn trên đến ngày thì nhìn nó hơi lưu tiêu thôi nhưng nhìn trên đến tuần thì nó là thế thượng phong và uh, quan điểm kỹ thuật sẽ hướng về vùng 9 rồi mã cổ phiếu HSL cũng được uh, phân tích khuyến nghị đầu tư à, quên xin lỗi cả nhà khuyến nghị đầu cơ thì đúng hơn không phải đầu tư đây toàn hàng đầu cơ hết đầu cơ cũng có tiền cũng được mà đầu tư có tiền cũng được nó không quan trọng lắm quan trọng chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả à, HL tuần này tín hiệu tuần cực kỳ đẹp và tín hiệu tuần như thế này thì cũng sẽ kỳ vọng là HL sẽ đánh về mệnh 10 à, bung 10 thì sẽ lên vùng 11 và tuần tới thì à, đối với anh chị em mà các cái tài khoản đang cầm có thể canh những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng ở à, 93 đến 95 năm à, chúng ta sẽ có thể gom thêm HL HQC như thế nào chị? Anh chị đúng không ạ? HQC cũng được phân tích uh, nói chung là đây thử xem nào HQC. ở những cái mã cổ phiếu nào mà uh, được uh, phân tích sớm đó, thì nó sẽ có một cái hành trình. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là những cái uh, những cái gì các anh chị? Đó là những cái mà chúng ta ngày mùng 4 tháng 8. Ngày mùng 4 tháng 8. Ok các anh chị, ngày mùng 4 tháng 8. À chúng ta tiếp cận HQC ở vùng 3.2 đến 3.25. 3.2 đến đây các anh chị ngày 4 tháng 8 năm 2021 mà bây giờ là tháng 11 tức là đối với HQC là chúng ta đã tiếp cận ở 3 tháng trước, 3 tháng trước các anh chị, 3 tháng trước. Và tại thời điểm đó thì mình nhìn thấy một cái tiềm năng của HQC. Đó. Vậy thì Penny có được xếp vào trung hạn không các anh chị? Được chứ. Đúng không ạ? 3 tháng thôi đầu tư 3 tháng rồi đó mà từ vùng 3.2 đến 3.25 và HQC có thể đánh về 10 tức là có trung hạn không anh chị tăng từ 3.2 mà về 10 thì là 300% đúng không ạ? Và nếu nếu đạt được một cái tỷ suất như vậy thì uh, blue chip gọi bằng cụ. Đó, uh, blue chip gọi bằng cụ. Mà thanh khoản của HQC các anh chị, các anh chị bám thoải mái các cái dòng tiền 5 tỷ, 10 tỷ đánh thoải mái bởi vì một phiên của nó uh, đang giao dịch trung bình khoảng 27 triệu cổ phiếu nhân với giá 5 Các anh chị có thể tính ra một phiên của nó là bao nhiêu tỷ đó. Nên là cái dòng tiền mà chúng ta đánh được 1-2 tỷ với HQC nó không là cái gì cả Các anh chị đừng có chê pen, pen hay lắm đó Vậy thì uh, HQC sau một cái điểm mà đưa target về 6 nó chỉnh này Chỉnh thì chúng ta chốt lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 4.8 đến vùng 5 Và trong tuần này thì đây là những cái sự vận động tương đối là tốt ở góc độ kỳ vọng thì sẽ kỳ vọng HQC kéo qua 6 xong rồi test lại 6 mà không gãy thì uh, chúng ta sẽ nâng target tiếp theo. Còn nếu mà kéo về 6 mà lại đổ lại thì nó lại có xu hướng test lại ở cái vùng tích lũy ở đây. Đó. <laughs> HHS cũng là một cái mã cổ phiếu penny. Uh, cũng được tiếp cận rất là sớm Thôi chúng ta không tìm ở đây nữa các anh chị nhé Đó, tìm cho các anh chị một vài cái hình ảnh như vậy thôi thì uh, sau khi chạm mệnh 10, tức là mục tiêu target về 10 và uh, phiên ngày hôm nay thì nó là một cái phiên nhổ gáp như thế này thì căng rồi. Lên 12. hai uh, bung 12 thì lên 13 năm năm uh, trong cái mã uh, gọi là Hoàng Huy tài chính Hoàng Huy có hai mã thì Hùng Lê chỉ yêu cái mã cổ phiếu HHS thôi, TCH không chơi. Đấy, bởi vì đội đánh của TCH nó rất là khó chịu. Rồi, VTV, uh, bài hát tôi yêu. Đó, đến bây giờ là từ cái thời điểm tiếp cận của VTV Đó là từ vùng 6 đến vùng 6.5 Và đến bây giờ đang là ở vùng 10.5 Lên 12 là 100% tài khoản Còn nếu như mà lên đến đây là cũng uh, Tương đối phần trăm rồi các anh chị Tương đối phần trăm rồi uh, Tuần tới kỳ vọng VTV sẽ có một cái nền tảng tích lũy ở đây Hùng vẽ đây rồi đơn giản như vậy thôi cổ phiếu thì Hùng đã chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi tình huống có thể xảy ra vùng test kỹ thuật 9.7 không gãy tiếp tục cân bởi vì VTV khả năng là chưa hết sóng chưa hết sóng đâu anh chị VTV đánh tương đối là tương à, nhìn cái cách đi như này thì có thể hoàn toàn kỳ vọng 12 13 sau đó có thể lên 16 à, tất nhiên những cái target ở trên này thì cứ bình tĩnh xây à, như nếu mà Uh, từ một nhát từ 6 xây lên 16 mọi người bảo là ông chém gió nhưng mà uh, chúng ta cứ từ từ đó uh, cổ phiếu muốn đi được là phải có năng lượng đó uh, phải có tích lũy phải có dòng tiền và đây đang là những cái điểm tích lũy đó uh, đây đang là những cái điểm tích lũy cực kỳ đẹp để có thể kỳ vọng uh, những cái nhịp đi tiếp theo đúng không uh, TLD cũng là một mã cổ phiếu được phân tích và đưa được lên target tận 12 rồi tụt xuống một phát ở đây về mệnh 10 tương đối ổn TLD sẽ có kỳ vọng một nhịp đánh lại vùng 12. Nói đến TLE, TLD thì không thể nói đến TNI, hai thằng này nó đi với nhau. Đó, nó penny nhưng nó có bộ bộ cặp của nó các anh chị nhé Nó có bộ cặp của nó. Giống như nói đến AMD thì phải nói đến hai, hai với AMD chúng ta luôn mua song hành với nhau. Đó, nó là bộ cặp của nhau. Thì đối với TNI, đó đẹp chưa? Lên 6.5 chỉnh cung, dự kiến hai điểm 5.75 và điểm 5.5 đè lại vùng 6.5 lên 7 đè lại 7 lên 8 đè lại 7 lên 7.5 đè 7.5 thì lên vùng 8.5 và target của TNI cũng đang tương đối là kinh khủng và dự kiến là TNI cũng có thể đánh đánh về mệnh 10. ILA thì hôm nay chạm mệnh 10 lần thứ hai và đây cũng là một cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ. và cũng được tiếp cận khá là sớm mục tiêu thì đè lại 10 cộng và target của ILA nếu nhớ không nhầm thì cũng đã vẽ cho các anh chị rồi, đúng không ạ? Vẽ từ tuần trước. Uh, đó là có thể đi lên vùng 10 này sau đó 12, sau đó 14 thì đấy là những cái target có thể xây của I... ILA đó uh, cổ phiếu AMD cũng như vậy các anh chị AMD sốt sáng uh, rất nhiều các anh chị bây giờ là bây giờ mới uh, sốt sình sịch mua nhưng mà uh, các anh chị có thể nhìn lại uh, xem lại những bản tin phân tích tuần vùng lên chúng đã tiếp cận AMD từ những vùng rất là sớm uh, và xây target lên 6, uh, bung được vùng 6 cộng bung được cùng 6 cộng thì tiếp tục xây target lên 7, bung 7 thì sẽ xây lên 8. Đó, chúng ta cứ bình tĩnh như vậy. Vậy thì khi mà à, cổ phiếu này lên 7 để có được 8 thì phải như thế nào? Đó, thì phải như thế nào? Thì phải bằng một cái đầu óc quan sát à, à, tinh ý ở đây, phải bằng một cái góc độ kỹ thuật ở đây và phải bằng một cái cách phán đoán cái xu hướng dòng tiền ở đây thì chúng ta mới đưa lên được chứ không, chúng ta không phải cứ cứ cắm đầu cắm cổ chúng ta đưa. Đó, và đưa phải có cơ sở anh chị rồi abs nhiều người cũng đang quan tâm đúng không abs đấy đầu cơ mà đầu cơ abs thì um, đó chỉ đơn giản như vậy thôi sau một thời gian tích lũy đẹp như này tại sao chúng ta không mua đó, tại sao lên đây chúng ta mới mua thì đấy là câu trả lời dành cho anh chị thôi và đang đưa target của abs lên vùng 3 x tuần này suýt soát tí nữa nhún phát nữa thì đẹp tức là tim của lê là cứ chạm kháng cự là chốt đó nhưng mà đây chưa chạm được kháng cự mà đã bị chốt rồi thì chắc là lực chốt ở bên ngoài hay là mọi người cũng hiểu được cái vùng 30 là vùng kháng cự tương đối mạnh và họ sẽ chốt bớt. Thì sáu uh, vùng 26 26.5 sẽ là cái vùng đệm kỹ thuật và không gãy ở vùng này. Thì cái cơ hội về vùng 3x là rất là gần. Uh, nhưng gãy ở vùng này thì chúng ta cần lại phải thêm một cái thời gian nữa. Đó, cổ phiếu này hoàn toàn có thể ôm tiếp để uh, chờ nó test kỹ thuật ở biên dưới này, biên sâu ở dưới này sẽ tiếp tục gom 23.5 đến vùng 24 ờ, Chả làm sao cả bởi vì chúng ta gom được tận từ dưới này cơ mà Chúng ta gom được vùng 19 đến vùng 20 Thì tại sao chúng ta phải sợ ở trên này nữa Cùng lắm thì mất cà phê thôi Mất đi mấy cốc cà phê ở đây đúng không Đó về đến đây mà ổn định là ta lại chiến tiếp Ta lại tiếp tục ta gom cho vùng 3x Mà em này mà vùng 3x là căng nhá Em này vùng 3x là căng đấy Đó đầu cơ hay đầu tư thì nó cũng có những cái giá trị của nhau hết Đó. Rồi vùng 3x thì là cực kỳ đẹp Uh, NHH em uh, nhựa đúng không? Rồi, nó cũng đi y xì đúc như con ABS sau một quãng thời gian tích lũy cực đẹp. Con này cũng tốn khá nhiều công sức của ông Lê để ông chăn từ những cái thời điểm đâu nhỉ? Dự báo đáy vùng 35 con N uh, con này chăn lâu lắm rồi. Bây giờ nó mới bắt đầu nó mới nhúc nhích lên được đến đây. Nhúc nhích lên được như này là tốt rồi. Hai cây nến đóng ở vùng kháng cự 45 cộng tức là đã hoàn thành vùng tiệu vùng giá mục tiêu 45 trên 45 sau một nhịp Đó, từ vùng 37 38 ở dưới này chăn con này tương đối mệt và con này thì cũng sẽ chăn dài chắc chắn là như vậy bởi vì uh, xu hướng này thì chăn dài được rồi chỉnh kỹ thuật là mua thôi bởi vì mình có vị thế thấp rồi thì cứ chỉnh kỹ thuật là mua uh, con Pat cũng được khuyến nghị đầu tư các anh chị nhé con Pat cũng đang đường đi tương đối là hay cứ đánh lên rồi chỉnh đánh lên rồi chỉnh và Uh, tuần tới thì nó có thể quay về lại vùng 23 23.5 các anh chị mà yêu con này yêu em này thì có thể đánh đánh tiếp. Đây là một hình dung vừa mới tiếp cận Để con xem lại con này, đây là một. À DL1 là vừa mới tiếp cận uh, mới thôi và con này cũng đang tương đối là đẹp. Từ ngày mùng 8 tháng 1. À xin lỗi, từ ngày mùng 8 tháng 11 là khi đó là DL1 đang ở khoảng à uh, vùng 11.5 đến vùng 12. 12.5 ngày mùng 8 tháng 11 Ok tức là thứ hai tuần vừa, vừa nói chung là cũng tuần mới trong tuần vừa qua thường bắt đầu quan tâm lại đến cổ phiếu này 10 đây này hình như 11.5 đến vùng 12 đúng không đây 12.5 12.5 đó nó là đây thì đây là những cái vùng mà đã canh bắt vị thế bởi vì sau một cái điểm test kéo lên test cung và tuần cũ thì nó đã test thành công ở cái điểm 11.5 nên tuần này chúng ta tiếp cận ở vùng 12.5 đây ờ, tiếp tục gom nói chung cổ phiếu này thì mới tiếp cận nên là chúng ta sẽ tiếp tục gom và chờ đợi đánh break out ở vùng khoảng 15 cộng thì uh, các anh chị em của chúng ta có thể canh gom thêm ờ, cổ phiếu này cũng rất là hay Đúng không? rồi, rồi fit uh, cổ phiếu truyền thông của chúng ta ở đâu rồi ạ đó đầu cơ ok uh, cổ phiếu này thì uh, rất nhiều anh chị em sốt ruột như hôm nói rồi chúng ta không phải sốt ruột cái gì cả, lái nó chơi lại chúng ta thì chúng ta phải chơi lại lái, mà để chơi lại được lái thì chúng ta cần phải có một cái đầu lạnh để chúng ta quan sát diễn biến của cổ phiếu ở trong phiên hoặc là trong tuần, sau rồi chúng ta tổng hợp cái dữ liệu đó để chúng ta phân tích là các ông lái như nào, các ông đang lái tiếp tích lũy hay như nào, vân 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 để chúng ta đón được ý đồ, đón được ý đồ để từ đó chúng ta tìm tìm kiếm những cái nền tảng tích lũy cổ phiếu để chúng ta gom. Đấy, điểm thứ nhất đây, ôi quá đẹp vùng 12 sau đó tiếp tục ở biên bảy đến biên 13 là cái biên được cùng phân tích triền miên luôn. Đó và đến bây giờ kết tuần cực đẹp ở 14.5 cộng. À, sau một cây này thì khả năng là cũng chưa đâu Lái nó không dễ cho các anh nhỏ lẻ ăn như vậy đâu Nó đạp tiếp một vài nhát ở đây và đó à, Thì cái nhịp đạp này nó cũng không sao cả Bởi vì chúng ta đã có được những cái vị thế thấp ở đây Thì nó đạp là hoàn toàn bình thường Kỳ vọng ở 16.5 Bung 16.5 thì lên vùng 2X Đó, đang đang tạm thời như vậy Thì uh, cái quá trình mà chúng ta xây ra ghét các anh chị uh, Chúng ta không phải uh, Không phải xây một cách hồ đồ Và chúng ta phải căn cứ các cái dữ liệu kỹ thuật ở đây Đó Để lên được 16.5 thì ở đây phải có cái gì mới lên được 16.5 chứ Có phải tự dưng nó lên được đâu Đúng không ạ uh, Cổ phiếu TMT đẹp không các anh chị <laughs> Siêu phẩm Cổ phiếu TMT là Hùng Lê Chào mừng ngày 20 tháng 10 đó, ngày 20 tháng 10 là phân tích để uh, chào mừng uh, các chị em ngày 20 tháng 10 và bây giờ là ngày 12 tháng 11 và sau cái thời gian phân tích đó thì TMt đã lần lượt hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đó là vùng giá 20 và đang hướng về vùng giá 22 uh, và đây nó đang có những cái tín hiệu kỹ thuật thì nó cũng giống ở vùng này hoặc nó cũng giống ở vùng này Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta phân tích tiếp Nôm na ở đây nó không gãy ở khoảng vùng 19.5 nó ổn định 19.5 đến vùng 10 Nói chung là nó nó sẽ ổn định đây Một vài ba phiên Và sau đó chúng sẽ đánh giá cái tín hiệu rằng là Ông đánh như vậy thì có được không đó, Có đi tiếp được không à, Cứ hoàn thành vùng target vùng 20 là yêu rồi Đúng không ạ Rồi cổ phiếu SGF các anh chị Đó, nhìn một cái 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 cái, cái mã của một, một cái thế tận như thế này mà Các anh chị có thấy sợ không ạ Thấy sợ đúng không ạ nhưng hùng không có thấy sợ. Đây vẫn SCF. Hùng vẫn tiếp tục khuyến nghị uh, ngày mùng 8 tháng 11, ngay phiên ngày thứ hai. Đó, đây. Bắt đầu khuyến nghị là anh chị em nhà đầu tư của chúng ta chiến luôn. Đó, tiếp cận em này ở vị thế thận trọng nhưng mà để không nhỡ vị thế là chúng ta bắt buộc chúng ta phải chiến luôn từ phiên ngày mùng 8. Sau đó đúng xu hướng thì cứ thế, à, tiến công đúng không ạ? Và ngày mùng 8 tại thời điểm mùng chụp lên đây là cổ phiếu này đang có giá khoảng tầm 11 Hơn 11 tí tẹo, hơn 11 tí tẹo thôi Hơn 11 tí tẹo thôi Đó, và đến bây giờ là kết tuần là đã phá target 12.5 rồi Và nó đang sừng sững đi lên hướng về target 15 cộng Đó, hướng về target 15 cộng Đây, 12.5 Target ngắn dự kiến 12.5 đến 13 và em này phá luôn 13 luôn. Đó. Thì 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 vì sao mùng có thể uh, nhận diện được cái, những cái cái tín hiệu kỹ thuật như vậy? Và cái cơ hội nào cho các anh chị đó là các anh chị được tiếp cận sớm những phân tích kỹ thuật của ông Lê. Đó, ngay trong phiên ngày thứ hai đây. Cây đến của ngày thứ hai đây các anh chị và sau đó nó có một cái test ở đây. Rất đẹp và sau đó thì ba uh, cây gần như là đánh kịch liệt. Hai cây trần ăn hai cây trần rồi của SCF đó thì thì những cái giá trị nó chỉ nằm ở đây thôi chứ còn bây giờ mà nói ra như thế này rồi thì mọi người còn cái gì nữa đúng không ạ? Đó hoặc là cũng có thể còn nhưng mà nó sẽ ở thua thiệt hơn rất là nhiều. Ở giá vốn của chúng ta ở quanh vùng 11 11 cùng lắm là 11 năm. 11 năm mà bây giờ đã là 12 3 rồi, tức là nó tăng thêm hơn tương đối rồi đúng không anh chị? Đó. À, rồi, thêm một cái nhóm ngành nữa mà cũng à, rất hot. Nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp các anh chị có mã cổ phiếu IDC suýt soát hoàn thành target của Hùng Lê phân tích hơi tiếc một tí là tuần vừa qua nó chưa hoàn thành được và với tín hiệu kỹ thuật như này thì lại phải à, 87.5 chú ý đúng không ạ các anh chị mà đang cầm cổ phiếu IDC nếu như vùng 87.5 này mất tạm thời chốt bởi vì 87.5 mà mất thì chắc chắn nó sẽ về vùng sâu sâu ở dưới này rồi mới tích lũy lại được và về sâu sâu dưới này thì chúng ta gom lại Ví dụ chúng ta có 10.000 cổ phiếu chúng ta có thể chấp nhận chốt ở vùng này khoảng tầm 5.000 đi Tức là ta chơi theo lại bám sâm là 50-50 đúng không ạ Và về đến cái vùng thấp sâu ở dưới này Ví dụ nó tích lũy ổn định ở vùng 80 Anh chị em lại cân lại 5.000 nữa để chúng ta nâng target lên 100 Có làm sao đâu không làm sao cả Và cái phương pháp như vậy thì Cái sự uh, luân chuyển về dòng tiền của tài khoản các anh chị rất là tuyệt vời Đó và chúng ta luôn chủ động SSC cũng rất là đẹp các anh chị này Dự kiến vùng 65 này cổ phiếu CTI thì đẹp miên man rồi, đúng không ạ? Có cái gì phải bàn nữa không ạ? Không có gì phải bàn nữa cả. Danh mục này phân tích rồi. Các ý đồ chỉnh cung kỹ thuật cũng phân tích rồi, đúng không? Rồi. VGC cũng phân tích rồi. Đó. Ý đồ kỹ thuật rất đẹp và VGC sẽ đang có những điểm test lại 45 46 không gãy. Cầu tiếp tục quay lại ổn định trên 2 triệu. Mục tiêu hướng về vùng 53. KBC của bác Tâm. Đó. Đẹp rồi. Uh, tiếp cận lại KBC bởi vì uh, Hùng có một số các thông tin về uh, các doanh nghiệp của bác Đặng Thành tâm Chính vì vậy nên là chúng ta phải uh, ngay lập tức quay trở lại chiến đấu Và KBC thì ngắn hạn nó sẽ về 55 Bung 55 thì chúng ta kỳ vọng nhịp này KBC sẽ đánh ở vùng 80 ITA một con cổ phiếu Penny có thể nói là tuyệt vời Và đối với ITA thì Hùng uh, Lê cũng đã mất một chiều dài phân tích ở Một sóng lên của ITA đâu đó bắt đầu tiếp cận lại ITA khoảng từ vùng 6 đến vùng 6.5 cái cái cục này đúng rồi 6.5 ở đây và bắt đầu xây dựng một cái sóng lên của ITA và đã đưa được tuần vừa qua đã đưa được ITA về mệnh thậm chí là cái vùng thậm chí là cái vùng sâu sâu đây này Hùng còn khuyến nghị được anh em nhặt được rất nhiều anh em nhặt được rất nhiều dư địa đấy ngày mùng 8 tháng 11 dư địa ITA này. Nhiều lắm, nói chung là ITA nhiều, 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 nhiều. Ngày 4 tháng 11 hình như có gom thêm. Đây, các anh chị tiếp tục gom này, tiếp tục cầm này, gom này. Cầm này, biên tác kỹ thuật này, ke vùng này này. Đó. Ngày, đây là ngày 2 tháng 11. đó tại ngày 18 tháng 10, ngày 18 tháng 10 hùng đã dự báo cái target dự kiến của ITA uh, đang đánh về mệnh, bởi vì bác tâm thì đang mọc thêm lông thêm cánh, đó mọc thêm lông thêm cánh. Uh, cảm nhận của hùng lê là ITA đang đi theo những sóng lớn target tiếp theo là 10, sau đó xây lên 11.2 và xây lên 13 và tạm thời của ITA là như vậy và ngày 18 tháng 10, các anh chị ngày 18 à ngày mùng 2 tháng 11 ngày mùng 2 tháng 11. Đó thì và sau đó thì theo cái quá trình quãng thời gian thì cũng tiếp tục cập nhật như vậy, ITA cực kỳ đẹp. Cổ phiếu SGT cũng nằm ở trong cái danh mục của bác Tâm và chúng ta cũng lưu ý những cái yếu tố kỹ thuật chúng đã có phân tích đối với SGT rồi. À, ngoài ra thì chúng ta cũng có một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành đá, nhóm ngành xi măng À, cũng đang giao dịch uh, tương đối là tốt trong cái thời gian vừa qua Và thời gian còn lại thì cũng chỉ phân tích thêm uh, Phân tích thêm nhóm ngành cao su và nhóm ngành dệt may đó. Và nhóm ngành cao su thì đầu tiên chúng ta nói đến em hoa hậu VHG Đúng không ạ? À, một mã cổ phiếu penny nhưng uh, cũng được Cùng Lê tiếp cận từ những cái vùng rất là sớm uh, Các anh chị có thể xem lại những bản tin Cùng Lê đã tiếp cận đến cổ phiếu này ở vùng giá 2.5 Sau đó xây lên đâu đây? Ở đây này Và sau đó một nhịp chỉnh ở đây vùng 3.5 này đó, sau đó thì tiếp tục phân tích một cái điểm khá là dày ở vùng 4.3 đến vùng 4.5 à, Tuần này thì đã chính thức đây là mẫu chốt của vấn đề Mẫu chốt của vấn đề ở đây nằm ở đây đó là vùng 5.1 đã break qua Hướng về target 6 và đối với uh, VHG thì Hùng Lê uh, đánh giá rằng uh, Cổ phiếu này cũng đang vận động Nó đi giống như con ITA các anh chị Nó đi theo những cái trang kỹ thuật dài như vậy Thì um, Hùng không có quan tâm đến cơ bản hay là Đầu cơ hay là như thế nào cả Nhưng mà cứ nhìn thấy đánh dài Thì ta cứ gọi là trung hạn Được không nhỉ, tạm thế Ở PHR sau khi hoàn thành 70 trên 70 Đang có những điểm test kỹ thuật Vùng 67.5, các anh chị lưu ý Vùng đó mà không gãy thì cứ cầm DPR DPR à, Rồi, DPR hoàn thành Vùng giá mục tiêu 84 trên 84 Và đây là đang một cái tuần mà cổ phiếu này chỉnh Vậy thì chỉnh không được gãy 78.5 gãy 78.5 là tạm biệt em lên đường đúng không ạ GVR hiện tại cũng đang đánh tương đối là đẹp nhìn nhìn nó đánh phập phù thế này thôi nhưng mà nhìn đây các anh chị này đó thì uh, nó cũng đang đi tương đối là nét và dự dự kiến thì có thể đánh về khoảng vùng 45 bung được vùng 45 cộng thì đây cũng là một mã cổ phiếu tương đối đẹp có thể hướng về vùng giá mục tiêu ở vùng 5x đến vùng 52 các anh chị. DRI tuần này cũng chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 17 trên 17. Cổ phiếu này thì nó đi tương đối là chậm, nó vừa đi vừa xây nền, đó là đặc tính, à, hình như có nói rồi. Đặc tính tạo lập của DRI đó là nó đi chậm, đi chắc và đi đến đâu thì xây nền đến đó, đó là cái đặc tính của nó. Thì chính vì đặc tính đó nên là công 17 rồi thì khả năng nó sẽ chỉnh lại vùng 16 16.5. Break được lại vùng 17 cộng Thì chúng ta tiếp tục có target của em này ở khoảng vùng 19 à, Rồi nhóm ngành diệt may Thì chúng ta có mã cổ phiếu VGT được uh, VGT được khuyến nghị đầu tư Và VGT thì cũng đã uh, Hoàn thành cái target đầu tiên Đó là vùng 29.5 đến khoảng vùng 30 Và nó đang có hai cây chỉnh hai cây chỉnh tương đối đẹp Có thể uh, quay lại về vùng 27 Và sâu hơn có thể vùng 26.5 Uh, tích lũy ở đây ổn định rồi, ta lại gom tiếp. Đấy hai cây uh, nến cụt ngủn như thế này thì uh, thoải mái đi em, đúng không ạ? Chỉ sợ là ông đạp một cây khoảng tầm độ trên 10 triệu cổ phiếu thì hốt chứ còn lại hai cây tụt, tụt cầu tụ cung như thế này là cực kỳ tốt và đây là cơ sở để uh, hùng Lê kỳ vọng uh, em này tiếp tục đánh vượt thoát vùng 29 đến vùng 30. Uhm, để đi về cái target mục tiêu của chúng ta đây 3.5 đến vùng 34. Đây là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư tương đối đẹp. TNG cũng đang giao dịch tương uh, đối ổn định. Tuần vừa qua thì nó chạm kháng cự 35, tức là cái kháng cự này chưa vào đách được thì nó lại quay về test cung ở đây vùng 32 sâu hơn có thể test lại vùng 30 đến vùng 31 ở đây. Uh, còn chúng ta có thể canh gom thêm ở vùng này và chờ đợi đánh ao vùng 35 thì sẽ có một cái target tiếp theo có thể vùng 38. TDT có khuyến nghị đầu tư uh, trước chia và sau chia thì uh, nôm na là nó lại đang xây lại một cái điểm như thế này, tức là cổ phiếu này cũng khuyến nghị mua trước chia. Mà uh, nó đánh lại vùng 16 thì nó sẽ chỉnh lại ở đây khoảng vùng uh, mấy đây nhỉ? 14.5, 14.5 tích lũy ổn định. Đó, với cái kiểu đi như này là được. nó 14.5 gom thêm. Chờ đợi đè lại vùng 16 uh, lần thứ hai và đè thành công ở vùng này thì có bắt đầu chúng ta sẽ đánh gom tiếp, tức là TLD là gần như chưa khuyến nghị, uh, TDT là chưa khuyến nghị tốt chốt các anh chị, đây là uh, sau khi chia là chúng ta vẫn tiếp tục xây target lên nên là uh, cứ chỉnh là chúng ta gom và có những điểm break là chúng ta tiếp tục uh, mua tăng tỷ trọng. Mục tiêu thì đang hướng về vùng 18 và xa hơn sẽ là khoảng vùng 20 Ok các anh chị. Uh, nhóm ngành xi măng cố thêm một tí nữa, không sao. Ok cố thêm một tí nữa. Uh, nhóm ngành đá NNC sẽ phân tích. <laughs> À, hai cái nhóm ngành này vì sao à, hiện tại thì chúng ta đang có những cái chính sách về 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 về, 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 về hỗ trợ đầu tư công các anh chị chính sách hỗ trợ đầu tư công và một số các cái chính sách liên liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và khi nó được thông qua thì đây sẽ là những cái nhóm ngành mà tương đối ổn theo quan điểm của Hùng như vậy và NNC thì cũng đã tiếp cận vùng sâu sâu ở đâu dưới này ấy. bây giờ chúng ta sẽ không tìm lại nữa và bây giờ thì hai tuần vừa qua em mới đang test cung và điểm test cung kỹ thuật năm vùng 30 đây là vùng canh gom thêm cho những cái tài khoản mà đang đánh NNC để hướng đến một cái trang kỹ thuật trung hạn mục tiêu ngắn hạn ở đây nó sẽ là về khoảng vùng 35 KSB đẹp không đẹp chứ đó KSB cũng đang phân tích đây các anh chị này đó và nếu mà nói về cái chiều dài để phân tích KSB đó, thì nó dài lắm các anh chị, nó dài tít tận từ dưới này. Và nó dài lên đến tận ở đây rồi và dài đến đây rồi nó vẫn chưa hết. Và thời điểm hiện tại thì uh, tiếp cận đến KHB. Ông có phân tích ở cái điểm nếu mà nhớ không nhầm thì ông có phân tích đây. Đó là break vùng 35, gọi là break điểm uh, kháng cự trung hạn và KHB đang mở trend. Khi khi nó break cái kháng cự trung hạn thì nó sẽ mở trend. Và đây đang là những cái tín hiệu mở trend tích cực. Đó là gì? Đó là 39.5 40 tích lũy ổn định và nó đang công lại kháng cự đây này, kháng cự 42 44 4 4 mấy đây các anh chị này, 4 42 43 gì đây này, 44 gì đây này. Và nó bung được cái kháng cự này á, sau đó nó đè được lên vùng 47 48. Nó đè được cái vùng này. À, thoát thoát được cái vùng này thì thôi tổ quốc bao la của chúng ta ở phía trước rồi các anh chị. Tiềm năng cho năm 2022 khi các cái chính sách quý mô được thông qua. Đó. Ở à, DHA D Sao lại gõ vào DH này DH là ông đầu cơ này Ông này cũng hay các anh chị này Ông này mà trong tim cũng đang nắm khá nhiều Break vùng 11 là cũng cũng đẹp đấy Cũng có cà phê trà dạo DHA Thì đánh thành DH Đó Đây em này cơ Thì em này cũng trên một góc độ kỹ thuật của Hùng Đó là Hùng nhìn dài Chứ Con này thì không thể nhìn ngắn được Và chính vì nhìn dài nên là cứ chỉnh giảm đây này Giảm 54 gom 53 nữa có vùng 53 ok sẽ khả năng thì chỉ có vùng 53 54 ở đây thôi và target thì đây target 56.5 nó cứ cày bừa quanh vùng target này rồi bung cái đấy thì có 61.5 ok ổn ở xi măng thì chúng ta hướng đến ba mã cổ phiếu đã được phân tích đó là BCC đó BCC thì các anh chị có thể xem lại cái bản tin tuần nào mà uh, từ ngày mùng 7 tháng 10 á đó, đó thì cũng có phân tích này một là ông chỉnh về đây hai ông chỉnh về đây ba ông chỉnh về đây đó đó là những cái vùng kỹ thuật mà chúng ta là canh gom sau khi nó break lên thì có nói đến cái vùng 24 đó, và nói đến kháng cự 27.3 tuần này thì đạt 27.3 với lực cầu tương đối tốt ờ, dự kiến thì sau khi mà em đạt ở đây em sẽ nhẹ nhàng á nếu mà khỏe cổ phiếu khỏe là chỉ như vậy thôi test lại vùng 26 26.5 ổn định thì nó sẽ đè tiếp ở những cái vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ phân tích tiếp ví dụ như vậy hoặc là các anh chị có thể chủ động mua thêm không cần phải hùng lên phân tích nữa bởi vì Uh, cứ thế mà chiến đấu thôi rồi hạt HT1 đẹp không anh chị đẹp và các anh chị cũng xem lại những cái tuần từ ngày mùng 10 tháng 7 à mùng 7 tháng 10 thì đây là cái tuần mùng phân tích bộ ba mã cổ phiếu này ở uh, BTS HT1 và BCC trong các cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật và chúng ta không cần phải mua ở trên cao này chúng ta đây các anh chị chỉnh cung về vùng 23 23 235 này đó đây là những cái vùng mua và thậm chí là trong trường hợp nó xấu hơn nó có thể đạp về vùng 21.2 21.22 đây Đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh mua Tuần này quá là đẹp rồi Đó, break vùng 2 Nói chung là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 26.5 Dự test lại khoảng biên 26-26.5 Ổn định thì chúng ta sẽ có thêm một cái target tiếp theo ở trên này Cũng sẽ phân tích tiếp uh, B... BTS nhỉ BTS uh, BTS của nhóm ngành xi măng Và BTS thì cũng uh, đẹp rồi thì uh, tại cái thời điểm đó, ba hình mũi tên này chính là cái địa thời điểm ông phân tích bộ 3. Nhớ rõ luôn, nhớ như in luôn, nhớ trong đầu luôn. Có thể test về BT có thể test về 12 này hoặc có thể điểm sâu hơn test về 11 nhưng nhìn chung là chỉ cày bừa quanh vùng 12 thôi. Đó. Uh, sau đó nó, nó mục tiêu của nó là sẽ đi về vùng 14 và phiên này thì đẹp rồi nhưng mà chưa phải là đẹp mỹ mãn. Tức là chị Trinh vẫn đang đẹp hơn. Uh, bởi vì sao? Bởi vì uh, nó đóng được lên vùng 15 thì nó ổn hơn, còn đóng như thế này thì cũng tạm ổn và Uh, tuần tới thì nó cũng sẽ có những cái động thái kỹ thuật lấp lại ở đây Lấp lại cái gap ở đây uh, Ổn định trên 14 cộng Và lực cầu lại cứ khoảng tầm độ 500.000 đến 1 triệu cổ phiếu Thì nó lại bay tiếp các anh chị Và nhóm mang cũng đang khá là ok Rồi như vậy là 1 giờ 40 phút vừa qua Thì Hùng Lê đã chuyển tải một cái nội dung uh, Kiến thức tương đối lớn uh, Một cái nội dung À, bao quát khá là nhiều các cái nhóm ngành từ à, cổ phiếu cơ bản, từ cổ phiếu blue chip, từ cổ, cổ phiếu à, penny rồi từ những cái mã cổ phiếu đầu cơ để cho các anh chị em của chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan về thị trường. Đó và à, cái câu chuyện mà ông chia sẻ ở đây đó là à, cổ phiếu tốt, cổ phiếu xấu, cổ phiếu đầu tư ngắn hạn, trung hạn, đầu tư cơ bản hay đầu cơ thì tất cả nó đều phụ thuộc vào thời điểm các anh chị nhé, thời điểm lên thuyền, thời điểm mua cổ phiếu kể cả những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt nhưng chúng ta chọn lệch sóng đi chúng ta chọn sai sóng đi thì các anh chị cũng thất bại như thường đó vậy thì cái thời điểm để chúng ta lên cổ phiếu để chúng ta mua cổ phiếu đó là mẫu chốt và cái thời điểm đó thì đã được khùng lê hiện thực hóa bằng ở uh, những cái uh, những cái phân tích uh, những cái phân tích gọi là cực kỳ chi tiết vgt chấp nhận ăn ở vùng nào vùng nào đó và đang có và và uh, ke ở cái vùng nào để chúng ta gom và cái vùng nào à uh, target ở vùng nào ví dụ như vậy rất chi tiết như thế này thì với một người gọi là mù về chứng khoán và các anh chị chỉ cần am hiểu thêm một tí và uh, nhập tâm và xem nhiều các cái bản tin video của ông lê thì các anh chị cũng có thể đầu tư và chỉ có làm theo như vậy đó dha hồi nãy đánh nhầm đây này đầu cơ này đó bung chín nhóm cộng là tốt đó ví dụ như vậy thì pvl này hướng về mục tiêu 12 cộng này sau đó lên 14 này và thông tin cuối cùng hùng Lê nhận được đó là PVL đánh về 14 này và dự kiến sẽ có khoảng vùng 2X NNC này đó HHV này ví dụ như vậy cực kỳ chi tiết và các anh chị chỉ có ngồi đọc và uh, biến nó đưa nó về với những cái uh, cái 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 phân tích của mình để mình 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 phản biện lại xem là ý hùng nói như vậy nó đúng hay là sai nó hợp ý chưa nó hợp ý rồi thì chúng ta giải ngân ok rồi phần cuối của bản tin chúng ta sẽ còn khoảng 10 phút cái bản tin này nó hơi dài bởi vì cũng, cũng hơi tham muốn đưa cho các anh chị một cái góc nhìn tổng quan là như vậy thì chúng ta mất khá nhiều thời gian nhưng cũng không sao cả đấy là kiến thức thì đối với đối với bản tin tuần thì các anh chị cũng đã quá hiểu rồi chúng ta sẽ nói đến phái sinh trước thì cũng có phân tích một cái vùng kháng cự phái sinh và VN30 thì như thường lệ thôi nó vẫn là vùng 1535 đến 1540 và các anh chị có thể nhìn thấy đây đó là trong tuần thì nó bươn qua một tí và sau đó thì gặp cái kháng cự này gặp kháng cự này và nhìn chung thì kết tuần là nó vẫn đang đóng ở dưới vùng kháng cự như vậy chúng ta thấy rằng cái vùng kháng cự này là vùng kháng cự tương đối mạnh à, cùng với đó thì chúng ta tiếp tục có phân tích à, những cái ngưỡng chỉnh kỹ thuật những cái ngưỡng chỉnh kỹ thuật của phá sinh đó là ở vùng 1520 Đây các anh chị có thể thấy đây 1520 và khi cái chỉ số này phá 1520 thì như thế nào đó vậy thì khi cái chỉ số này phá 1520 thì chắc chắn sẽ có vùng ở đây đó là vùng 1507 đến 1510 phá một vùng 1507 đến vùng 1510 thì chắc chắn sẽ có vùng 1.500 điểm và trong tuần vừa qua thì đó thì nó đã đi về đến vùng 1 năm nói chung là biên định lượng là 1505 đến năm10 đó là cái điểm hỗ trợ sâu nhất và chúng ta nắm được các cái hỗ trợ như thế này để chúng ta làm gì để chúng ta cân cổ phiếu các anh chị về đây là cân xúc ngay đó chỉ có xúc thôi xúc và múc thôi đó 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 tức là trong cái giai đoạn hiện tại là cái hoạt động trader phái sinh nó rất là sôi động và chính vì nó sôi động nên là nó sẽ có những cái mút kháng cự này chúng ta có thể chốt bớt hàng Tháng cự này chúng ta chốt bất hàng và gặp hỗ trợ này là chỉ có xúc thôi và khi nó có những cái tín hiệu hồi này đấy đấy là những cái thời điểm mà chúng ta xúc trong tuần tới là một tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh nói chung là nó sẽ có khá nhiều biến động thì ở trên góc độ kỹ thuật thì cũng đánh giá rằng là khả năng thì uh, sau một cái nhịp long này thì nó chạm về vùng 1535 và nó sẽ quay lại đạp lại ở vùng 1525. Uh, sau đó sẽ tiếp tục Uh, các cái ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ của tuần này chúng ta sẽ lấy y xì đúc như tuần trước bởi vì sao bởi vì các cái hoạt động của phái sinh khả năng nó cũng sẽ đang nằm ở trong cái biên này đó nó chưa thoát biên đâu nó chưa thoát biên vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục như vậy và các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật một không năm một trợ năm một nghìn năm trăm hai mươi chung cho cả phái sinh và vn ba mươi đó các anh chị có thể nhìn ở đây đó ông đã có, có những cái phân tích này đó bản tin tuần các anh chị có thể xem lại đó, và thậm chí là đây, Hùng có 1 năm không, có phân tích luôn, đó ngày 7 tháng 1 đây. Thì chúng ta có uh, đó uh, những cái kiến thức này thì rất chi tiết, rất cụ thể và các anh chị chỉ cần đọc thôi. Đọc là để hiểu được những cái ý đồ mà Hùng phân tích là đã rất là ok rồi. Uh, đó, thì uh, đối với Phái Sinh và VN30 là như vậy các anh chị. Uh, chúng ta sẽ lấy ở những cái vùng chỉnh kỹ thuật và những cái vùng kháng cự uh, đã phân tích uh, trên tuần. À, còn đối với index, index hiện tại thì chúng ta đang có một cái thế trận một cái thế đồ rất là hay của index ở trong cái tuần vừa qua, đó là ở cái vùng uh, quan sát ở cái vùng 1560 đến 1565. Đây là cái vùng gọi là trung tâm của 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 đường biên. Đó, trung tâm của đường biên đó và sau đó thì nó đang vận động những cái hình xin Thì uh, trong cái phân tích kháng cự tuần á, thì cũng có đưa cái kháng cự tuần của 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 của, của index lên vùng 1480 ở trong cái tuần vừa qua và anh chị thấy rằng là trong tuần thì nó đã đi được đến vùng 1475 và suy soát chạm đến cái vùng kháng cự này à, cùng với đó thì chúng ta cũng nhận diện thấy rằng là những ý đồ phái uh, của VN của index nó đi rất hay và nó gần như là nó không bị phá vỡ À, cái tính cấu trúc của nó ở quanh vùng 1450 điểm ở đây Đó là một cái yếu tố rất là tuyệt vời Để giúp cho Hồng Lê uh, tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư uh, Tiếp tục giải ngân Nhưng giải ngân theo trên cơ sở là Phái sinh sọt thì mua uh, uh, Sọt gặp hỗ trợ thì mua Còn lên cao cao ở trên này thì chúng ta bán đi Và chúng ta tận dụng tối ưu những cái nhịp như vậy Để chúng ta uh, hiện thực hóa lợi nhuận Và để có được những cái phân tích chi tiết như vậy thì À, chắc chắn rằng là Hùng Lê sẽ mời các anh chị em nhà đầu tư à, trên khắp mọi miền tổ quốc về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS để nhận được những cái phân tích trực tuyến trong cái à, trong trong cái thời gian giao dịch trực tuyến và đấy là những cái thông tin rất là hữu ích đó, bởi vì à, nó là những cái khoảng cách tức thì à, đó là những cái điểm mua đẹp và chúng ta phải cập nhật ngay để chúng ta có thể à, à, có được những cái mã cổ phiếu tốt nhất ok bản tin tuần này đến đây là hết cùng lê xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản tin phân tích tuần tiếp theo